Chương 2: Linh mục và triết gia là hai người. Linh mục mà các cô gái thấy đứng trên tòa tháp phía bắc đang cúi nhìn quảng trường và chăm chú theo dõi điệu múa của Bohemian, đúng là phó chủ giáo Claude Lolo. Bạn đọc hẳn chưa quên căn phòng bí mật mà phó chủ giáo dành cho mình trong tòa tháp đó. Nhân tiện cũng xin nói, tác giả không hiểu đó có phải là căn phòng hiện nay vẫn có thể nhìn thấy phía bên trong qua khung cửa sổ nhỏ hình vuông mở về hướng đông, cao ngang đầu người trên sân thượng, từ đó mọc vút lên các tháp. Căn phòng chật hẹp giờ bỏ hoang, trống rỗng và hư nát, tường lông lở, hiện nay còn được trang trí đây đó vài bức tranh tồi tàn, úa vàng, vẽ mặt tiền các nhà thờ lớn. Tác giả đoán là đàn dơi và lũ nhện đang tranh nhau ở chỗ xó xỉnh này, do đó bầy ruồi đang bị trải qua cùng lúc hai cuộc chiến tranh diệt chủng. Hàng ngày, một giờ trước khi mặt trời lặn, phó chủ giáo leo lên cầu thang lên tháp, giam mình trong phòng, đôi khi ở đó suốt đêm. Hôm đó, khi tới trước khung cửa thấp nơi buồng xếp, lúc tra vào ổ khóa chiếc chìa nhỏ hiểm hóc luôn đeo ở bên mình, trong cái túi lủng lẳng ngang sườn, ông bỗng nghe thấy tiếng trống, tiếng sân tiền vẳng tới, tiếng nhạc từ phía dưới quảng trường sân nhà thờ đưa lên. Như tác giả đã kể, căn phòng chỉ đọc chiếc cửa sổ trông ra mái nhà thờ. Claude Frollo vội rút chìa khóa ra và lát sau đã đứng trên đỉnh tháp, thái độ u ám và trầm tư như các cô gái đã thấy. Ông ta đứng đó, nghiêm nghị, bất động, trầm ngâm, ngắm nhìn và tư lự. Toàn thể Paris trải dưới chân với vô vàn tháp nhọn của dinh thự và chân trời vòng quanh toàn ngọn đồi thấp, với dòng sông uốn khúc dưới cầu và dân chúng lượn nhấp nhô trên phố, với làn khói dày đặc như mây, với dãy mái nhà gần sóng chen chúc quanh nhà thờ Đức Bà như tấm lưới đang mắc kép. Nhưng trước toàn cảnh thành phố này, phó chủ giáo chỉ nhìn vào một khúc lòng đường, quảng trường sân nhà thờ. Trước tất cả đám đông này, ông chỉ thấy có một khuôn mặt, cụ Bohemian. Thật khó nói rõ cái nhìn ấy bộc lộ điều gì và ngọn lửa từ đó tóe ra do đâu mà có. Đó là cặp mắt chăm chú nhưng lại hết sức xốn xang sôi động. Cứ nhìn vẻ bất động im lìm của toàn thân ông ta, thỉnh thoảng lại bất giác khẽ rung lên như thân cây trước gió. Cứ nhìn vẻ cứng đơ của đôi khuỷu tay còn hóa đá hơn cả chiếc lan can ông ta đang tì lên. Cứ nhìn nụ cười chết cứng đơ làm co rúm mặt mày. Ta có thể nói ở Claude Frollo chỉ còn cặp mắt đang sống. Cô Bohemian đang nhảy múa, cô xoay tròn chiếc trống trên đầu ngón tay rồi tung lên trời khi nhảy điệu dân vũ Sarabande dùng Provence. Cô nhảy thật nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, vui tươi và không biết tới sức nặng của cặp mắt ghê gớm đang rọi thẳng xuống đầu mình. Đám đông bao kín quanh cô, thỉnh thoảng một người đàn ông mặc áo chẽn vàng pha đỏ đi nới rộng dòng người rồi quay về ngồi xuống ghế cách cô gái múa rong vài bước và đặt đầu con dê lên đầu gối mình. Người này có lẽ là đồng bọn với cô Bohemian. Từ nơi cao đang đứng, Claude Frollo không nhìn rõ nét mặt hắn. Từ lúc trông thấy kẻ lạ mặt này, phó chủ giáo như phải chăm chú theo dõi cùng lúc cả cô gái lẫn hắn ta, và nét mặt ông càng thêm u ám. Đột nhiên ông đứng thẳng người và toàn thân run lên. Hắn là ai nhỉ? Ông lẩm bẩm, lúc nào cũng chỉ thấy cô ta đi có một mình kia mà. Thế là ông bước vào cái vòm quanh co của cầu thang cuốn và đi xuống. Đi ngang qua cửa phòng thỉnh chuông hé mở, ông lại thấy một cảnh tượng khiến ông kinh ngạc. Ông thấy Quasimodo đang cúi qua chỗ khe hở ở dưới mái hiên đá đen, trông giống những mảnh mảnh rất to. Nó cũng đang nhìn xuống quảng trường. Nó say mê chăm chú, thưởng ngoạn đến mức không còn biết cha nuôi vừa đi qua. Con mắt nó hoang dại ánh lên kỳ lạ. Đó là cái nhìn đắm đuối và hiền dịu. Thế này thì kỳ quặc thật, Lốt thầm nhủ. Chẳng lẽ nó ngắm con gái Ai Cập như vậy sao? Ông tiếp tục đi xuống. Vài phút sau, phó chủ giáo đâm chiêu bước ra quảng trường bằng cửa dưới chân tháp. Còn Bohemian đi đâu rồi? Ông hỏi, chen vào đám khán giả do tiếng trống đã tụ họp nhau lại. Không biết nữa, một người đứng cạnh đáp. Nó vừa bỏ đi, chắc nó đi nhảy múa gì đó trong căn nhà trước mặt, họ vừa gọi nó tới. Thay thế cho cô Ai Cập,
cũng trên tấm thảm mà các hình thiêu hồi nãy bị mờ khuất dưới điệu múa uốn lượn quay cuồng của cô ta. Phó chủ giáo chỉ còn thấy gã đàn ông mặc áo đỏ pha vàng. Đến lượt hắn cũng muốn kiếm vài xu, đang đi vòng quanh, khuỷu tay khép ngăn hông, đầu ngửa lên, mặt đỏ nhừ, cổ dương ra, hàm răng căng lấy chiếc ghế. Trên ghế hắn buộc con mèo vừa mượn được của một bà bên cạnh. Con mèo hoảng sợ kêu the thé: "Lạy đức mẹ, thầy Pierre Ringoa làm gì vậy?" Phó chủ giáo thốt lên, lúc gã làm xiếc, mồ hôi nhễ nhại đi qua trước mặt ông với chiếc ghế và con mèo ngất nghểu. Tiếng nói nghiêm nghị của phó chủ giáo làm gã khốn khổ giật thót người. Hắn liền mất thăng bằng, đánh đổ luôn cả chồng đồ nghề. Cả ghế lẫn mèo đều rơi lỏng chỏng lên đầu người xem giữa tiếng kêu la inh ỏi. Chắc hẳn thầy Pierre Ringoa, vì đúng anh ta, sẽ còn phải rắc rối mới thu xếp ổn thỏa được với bà có con mèo cùng mọi khuôn mặt tím bầm say sước đang vây quanh. Nếu chàng không vội lợi dụng luôn lúc ồn ào lộn xộn để lẫn ngay vào nhà thờ, nơi Claude Rollo vừa ra hiệu cho chàng đi theo. Bên trong nhà thờ đã tối và vắng, hai gian bên đầy bóng đêm, các đèn trên bàn thờ sáng lóe như sao vì vòm mái đã tối đen. Chỉ còn cửa sổ hoa thị lớn ngoài mặt tiền, ống ánh muôn màu tia nắng xiên khoai vẫn chói sáng trong bóng tối như mớ kim cương và phản chiếu rực rỡ tới cuối gian giữa. Cả hai đi được vài bước, đức cha Claude liền tựa lưng vào cột và đăm đăm nhìn Ringoa, cái nhìn không làm chàng e sợ trong lúc chàng đang hổ thẹn vì bị một nhân vật nghiêm trang và bác học bắt gặp trong bộ quần áo hề rong này. Con mắt linh mục nhìn không hề có vẻ chế nhạo và giễu cợt, nó nghiêm trang, lặng lẽ và soi mói. Phó chủ giáo lên tiếng trước: "Lại đây thầy Pierre, có nhiều việc anh cần nói rõ cho tôi hiểu. Trước hết, tại sao từ hai tháng nay không ai gặp anh ở đâu, thế rồi thình lình lại gặp anh ngay giữa ngã ba, mà ăn mặc quả thực mới đẹp đẽ làm sao, nửa vàng nửa đỏ, hệt như quả táo ở Cốt Bết." "Thưa ông," Ringoa thảm hại đáp, "quả là ăn mặc như thế này thì kỳ dị thật, và ông cũng thấy tôi đang tiêu nghỉu như mèo cục tai. Tôi thừa biết mình rất bậy bạ, ai lại đi phơi bộ cánh này để cho mấy thầy cảnh binh nện dài gậy vào cẳng tay của một triết gia đệ tử của Pythagore. Nhưng biết làm thế nào, thưa đức ông kính mến? Lỗi chỉ tại chiếc áo cũ đã hèn nhát bỏ rơi tôi hồi đầu mùa đông, mượn cớ nó đã rách tả tơi và cần được nghỉ ngơi trong sọt rác. Biết làm gì đây? Nền văn minh chưa tiến tới mức có thể đi lại trần truồng theo ý muốn của vị tiền bối Diogen. Hơn nữa, trời trở gió rất lạnh, và không phải giữa tháng giêng này mà có thể thành công trong việc khiến nhân loại thử bước thêm bước tiến mới đó. Chiếc áo này tự nhiên xuất hiện, tôi liền vớ lấy và vứt lại cái áo choàng đen cũ. Nó chẳng chịu khép thật kín đối với một kẻ theo khoa luyện đan như tôi. Thế là tôi đành mang bộ đồ hề rong này như thánh Jeanette. Biết làm sao bây giờ? Đây là sự lẩn tránh. Thần Apollo cũng từng phải chăn cừu cho vua Admetus." "Anh làm cái nghề hay hớm thật," phó chủ giáo lại nói. "Bẩm thầy, tôi đồng ý tốt hơn là nên triết lý và làm thơ, thổi ngọn lửa trong lò hoặc nhận nó từ trên trời, chứ không nên suy tôn lũ mèo. Cho nên lúc ngài mắng nhiếc, tôi đành thộn mặt ra như con lừa trước lò nướng thịt. Nhưng thưa ông, biết làm thế nào? Hằng ngày tôi vẫn phải sống. Các dần thơ đẹp nhất lại không bằng miếng format dùng brie lúc đưa vào miệng. Thực ra tôi cũng đã làm cho lệnh bà Marguerite de France một bài chúc hôn thi tuyệt diệu mà ông đã biết, nhưng đô thành lại không trả công tôi, vịnh cớ nó chưa xuất sắc. Làm như chỉ cần trả 4 đồng écu là nó có ngay được một bi kịch của Sophocles. Thế là tôi suýt chết đói. May thay tôi cũng được cái khác khỏe về phương diện quay hàm, cho nên tôi mới bảo cái quay hàm đó rằng: mày hãy làm trò xiếc và trò thăng bằng mà tự nuôi lấy thân. Alete ipsam, chú thích: mày hãy tự nuôi thân, hết chú thích. Một lũ đói rách trở thành bạn tốt của tôi, đã dạy tôi dăm chục trò biểu diễn sức khỏe, và hiện nay mỗi tối tôi cho hàm răng nhai miếng bánh mì mà chúng đã kiếm được vào lúc ban ngày bằng mồ hôi trán đổ ra. Dù sao, công xe đô, chú thích: đồng ý như vậy, hết chú thích. Tôi vẫn thừa nhận đó là cách sử dụng đáng buồn các khả năng trí tuệ của mình, và con người sinh ra không phải để suốt đời đánh trống và cắn ghế. Nhưng thưa thầy kính mến, không phải chỉ có mỗi chuyện là sống ở đời mà còn phải kiếm sống nữa." Đức cha Claude lặng lặng đứng nghe,
Bỗng nhiên con mắt sâu của ông ánh lên vẻ linh lợi và sắc sảo, khiến Gringoire có cảm tưởng như bị cái nhìn đó moi móc tận đáy lòng. Tốt lắm thầy Pierre à, nhưng tại sao bây giờ thầy lại đánh bạn với cô gái múa rong Ai Cập? Ồ, đó là vợ tôi, còn tôi là chồng cô ta, Gringoire đáp. Con mắt tối sầm của linh mục liền rực lửa. Đồ khốn kiếp, mày dám làm thế ư? Ông thét lên giận dữ, nắm lấy cánh tay của Gringoire. Phải chăng mày đã bị Chúa bỏ rơi đến mức dám xâm phạm cả cô gái sao? Thưa đức ông, Gringoire đáp, run lẩy bẩy khắp tay chân. Xin thề có trời có đất là tôi chưa hề đụng tới người cô ta, nếu quả thật ngài lo ngại đến chuyện đó. Thế sao mày lại nói đến chuyện vợ với chồng? Linh mục hỏi. Gringoire vội kể lại hết sức tóm tắt những điều bạn đọc đã biết, từ vụ phiêu lưu ở cung điện thần kỳ tới đám cưới đập vỡ giò của chàng. Vả lại vụ hôn nhân này hình như chưa đi tới kết quả nào hết, và đêm đêm cô Bohemian vẫn đánh tráo mất đêm tân hôn của chàng hệt như ngày đầu. Chàng kết luận đó là chuyện khổ tâm, nhưng lý do chỉ vì tôi không may lấy phải gái trinh. Phó chủ giáo nghe chuyện đã nguôi dần cơn giận, hỏi anh nói sao? Thật khó giải thích, nhà thơ đáp. Đây là chuyện mê tín dị đoan, theo lời một tên già đời trộm cướp mà chúng tôi gọi là quận công Ai Cập bảo riêng tôi. Vợ tôi vốn là đứa trẻ vô thừa nhận hoặc thất lạc cũng thế. Cô đeo ở cổ một túi bùa mà mọi người cam đoan nó sẽ giúp cô một ngày kia gặp lại cha mẹ, nhưng bùa sẽ mất thiên nếu cô mất trinh. Cho nên vì thế cả hai chúng tôi vẫn còn hết sức trong trắng. Thầy Pierre, Claude hỏi, dần trán mỗi lúc thêm rạng rỡ. Như vậy thầy tin là cô gái đó chưa hề gần gũi người đàn ông nào? Thưa đức cha Claude, người đàn ông nào chẳng bó tay trước mê tín dị đoan. Nó đã ăn sâu trong đầu óc cô ta. Tôi tin chắc sự giữ gìn nghiêm ngặt như nữ tu sĩ tự bảo vệ quyết liệt, đó là việc rất hiếm trong đám con gái Bohemian vốn rất dễ quyến rũ. Nhưng để tự vệ, cô ta có ba thứ. Quận công Ai Cập nhận che chở cho cô, chắc hẳn để chờ dịp bán cho vị tu viện trưởng nào đó. Tất cả giới hành khất đều đặc biệt tôn thờ cô như đức bà, và con dao găm xinh xắn mà cô gái vui tính luôn giấu trong người bất chấp lệnh nghiêm cấm của ngài đô trưởng. Và chỉ cần ôm ngang lưng cô ta là con dao đã xuất hiện trên tay. Đúng là một con ong kiêu hãnh, thưa cha. Phó chủ giáo dồn dập chất vấn Gringoire. Theo nhận xét của Gringoire, Esmeralda là con người vô hại và dễ thương, xinh đẹp, trừ đặc điểm hay biểu môi. Một cô gái ngây thơ và đam mê, chưa biết gì hết và ham thích mọi thứ, hiện chưa hiểu thế nào là sự khác biệt giữa đàn bà với đàn ông. Ngay cả trong mơ, sinh ra như vậy đó, mê nhất là nhảy múa, sự ồn ào, thoáng rộng. Một thứ đàn bà ông, có đôi cánh vô hình dưới chân và sống trong gió lốc. Cô mang bản chất đó, vì bấy lâu vẫn sống cuộc đời lang thang. Gringoire được biết từ bé tí cô đã đi ngang qua Tây Ban Nha và xứ Catalon tới tận đảo Sicil. Chàng còn tin cô ta vốn là thành viên đoàn Bohemian đã được dẫn tới cả vương quốc Angier, một xứ thuộc vùng Akai. Vùng Akai này một phía giáp ranh với nước Albany bé nhỏ và nước Hy Lạp, phía kia với biển Sicil trên đường đi Constantinople. Theo lời Gringoire, bọn Bohemian là chư hầu của vua xứ Angier, mang tư cách lãnh tụ dân tộc của người Moor trắng. Có điều chắc chắn Esmeralda từ Hung tới Pháp hồi còn rất nhỏ. Từ những nước đó, cô gái mang theo các mẫu thổ ngữ kỳ lạ, các bài hát và ý tưởng ngoại lai, khiến ngôn ngữ của cô cũng có vẻ sặc sỡ như một quần áo nửa Paris nửa Phi Châu. Tóm lại, dân chúng những khu phố cô thường lui tới đều yêu cô về tính vui vẻ, dễ thương, điệu bộ nhanh nhẹn cùng lời ca điệu múa của cô. Khắp thành phố, cô nghĩ chỉ có hai người ghét mình mà cô thường sợ hãi nhắc tới: bà tu dòng túi ở tháp Roland, một bà tu kính xấu xa không hiểu sao rất thù ghét các mụ Ai Cập, lần nào cũng nguyền rủa cô gái múa rong lúc cô đi ngang qua cửa sổ phòng bà ta, và một linh mục hễ gặp là nhìn cô và nói năng đến phát sợ. Trường hợp sau làm phó chủ giáo rất bối rối. Nhưng Gringoire không hề để ý tới thái độ này. Chỉ cần hai tháng qua đi, đủ để nhà thơ vô tâm quên hết các chi tiết lạ lùng vào cái đêm chàng gặp cô gái Ai Cập, cùng sự có mặt của phó chủ giáo trong mọi chuyện đó. Thực ra, cô gái múa rong chẳng sợ gì hết. Cô không xem bói, như vậy tránh được các vụ án ma thuật thường đem ra để xét xử bọn Bohemian. Giả lại, cô đã có Gringoire đóng vai ông anh, nếu không phải là chồng. Dù sao,
Triết gia rất kiên nhẫn chịu đựng loại hôn nhân tinh khiết này, vẫn chỉ là chuyện kiếm lấy nơi ăn chốn ở. Sáng sáng, chàng từ khu ăn mày ra đi, thường cùng đi với cô gái Ai Cập, giúp cô tới các ngã tư thâu lượm mớ tiền lẻ. Tối tối, chàng cùng cô trở về ở chung một mái nhà, để mặc cô khóa kín căn buồng nhỏ, rồi đánh một giấc ngon lành. Chàng cho đó là cuộc sống khá êm ấm, thực dễ chịu và rất thích hợp cho sự mơ mộng. Giả lại, trong thâm tâm, thực tình Triết gia không lấy gì làm chắc mình đã yêu say mê cô gái. Chàng yêu con dê cũng không kém, con vật thật đáng yêu, hiền lành, thông minh, hóm hỉnh, một con dê tinh khôn. Vào thời Trung Cổ, thường hay có những con vật tinh khôn như vậy, khiến mọi người kinh ngạc và hay dẫn kẻ nuôi dạy chúng tới giàn quả thiêu. Tuy nhiên, trò ma thuật của con dê bốn chân vàng chỉ là những trò hết sức vô tội. Gringoire giải thích cho phó chủ giáo về những chi tiết đó mà xem ra ông rất quan tâm. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần giơ cái trống cho con dê theo cách nào đó là đủ sai nó làm trò theo ý muốn. Nó được cô Bohemian dạy cho như vậy. Cô có biệt tài hiếm hoi bày những trò tinh tế, nên chỉ cần 2 tháng đủ dạy con dê dùng các chữ rồi ghép thành từ Phoebus. Phoebus? Linh Mục hỏi, tại sao lại Phoebus? Tôi cũng không biết, Rin Hoa đáp. Có lẽ đó là một từ mà cô gái tin có phép nhiệm màu bí mật nào đó, cô thường khẽ nhắc tới khi có một mình. Anh có tin chắc đó chỉ là một từ chứ không phải tên người không? Lốt đã hỏi, mắt nhìn soi mói. Tên ai mới được chứ? Nhà thơ hỏi. Nào tôi biết đâu đấy, Linh Mục đáp. Thưa ông, tôi thì nghĩ thế này, bọn Bohemian ít nhiều đều theo ma thuật, ba tư và thờ mặt trời, do đó mới có chữ Phoebus. Thầy Pierre à, tôi thấy có lẽ không hẳn đúng như thầy nghĩ. Dù sao tôi cũng chẳng cần, mặc cho cô ta cứ việc lẩm bẩm cái từ Phoebus đó. Có điều chắc chắn Jali yêu tôi cũng gần bằng yêu cô ta. Jali là gì? Là con dê. Phó chủ giáo đưa tay nâng cằm có vẻ mơ mộng hồi lâu, bỗng ông quay phắt lại nhìn Green qua. Anh có dám thề với tôi anh chưa hề mãi may đụng chạm tới nó không? Đụng tới gì, con dê ư? Green qua hỏi. Không, đụng tới cô gái. Vợ tôi? Tôi xin thề rằng chưa. Thế anh thường ở một mình cùng cô ta? Tối nào cũng vậy, khoảng 1 giờ. Đức cha Claude cao mày. Ồ, solus cum sola non cogilabuntur orare pater noste. Chú thích: một mình hắn với cô ta, khó mà tin rằng hai đứa cùng đọc kinh lạy cha. Hết chú thích. Thật tình, tôi có thể đọc kinh Pater, rồi kinh Ave Maria, rồi kinh Credo in Decum Pratum Omnipotentum. Chú thích: Pater, Đức Chúa Cha, Ave Maria, lạy Đức Bà Maria, Credo in Decum Patrem Omnipotentem. Tôi tin ở Chúa, Đức Chúa Cha, quyền uy tuyệt đối. Hết chú thích. Mà cô ta cũng chẳng thèm để ý hơn con gà mái để ý tới ngôi nhà thờ. Anh hãy lấy bụng mẹ anh ra mà thề với tôi là anh chưa hề đụng nửa đầu ngón tay tới cô ta. Phó chủ giáo hung hăng nhắc lại. Tôi xin đem đầu bố tôi ra mà thề như vậy. Nhưng thưa thầy kính mến, đến lượt tôi xin phép được hỏi lại một câu. Xin mời ông cứ hỏi. Tại sao thầy lại quan tâm tới việc đó? Khuôn mặt tái xanh của phó chủ giáo đỏ bừng như má cô gái. Ông nín lặng một lát không đáp, rồi nói, bối rối ra mặt. Thầy Pierre Rinoa, hãy nghe đây. Theo tôi biết, anh chưa phạm tội. Tôi quan tâm tới anh và muốn điều hay cho anh. Nhưng chỉ cần anh đụng chạm một chút tới con Ai Cập quỷ sứ đó, anh sẽ thành tôi mọi cho quỷ Satan. Anh thừa biết thân xác bao giờ cũng làm hại linh hồn. Sẽ tai họa cho anh nếu anh đụng tới con đàn bà đó. Có thế thôi. Tôi đã thử một lần rồi. Rinwa gãi tai nói. Đó là hôm đầu tiên, nhưng tôi đã bị ông châm. Thầy Pierre, thầy đã cả gan như vậy sao? Và dần trán Linh Mục tối sầm lại. Một lần khác, nhà thơ tươi cười nói tiếp, trước khi đi ngủ, tôi đã nhòm qua lỗ khóa và nhìn thấy rõ người đàn bà ngon lành nhất mặc đồ lót. Cô ta làm cọt kẹt nan giường dưới bàn chân trần. Thôi cút ngay đi. Linh Mục nhìn hầm hầm, quát lên và nắm hai vai Rin qua sững sờ đẩy đi. Rồi ông rảo bước đi vào dưới vòm cột âm u nhất
của tòa nhà thờ. Chương 3. Vàng chuông. Kể từ buổi sáng Quasimodo bị đem bêu, dân chúng xung quanh nhà thờ Đức Bà nhận thấy hình như sự sốt sắng thỉnh chuông của nó đã nguội lạnh đi nhiều. Trước kia, chuông lúc nào cũng vang lên từng hồi chuông sáng dài ngân nga từ lễ sớm tới lễ muộn, những hồi chuông lớn bay bổng nhân dịp đại lễ, những âm điệu phong phú thông dong chuông nhỏ cho đám cưới, lễ rửa tội và tất cả hòa lẫn trong không trung như tấm thêu đủ loại âm thanh du dương. Tòa nhà thờ cổ, chỗ nào cũng rung động và ngân vang, triền miên vui trong tiếng chuông, tự hồ ở đó luôn có mặt vị thần linh của náo động và tùy hứng, đang ca hát qua những miệng đồng. Giờ đây, thần linh đó như biến mất, nhà thờ trở nên buồn tẻ và sẵn sàng nín lặng. Các ngày lễ và đám tang vẫn thỉnh chuông bình thường, khô khan và trơ trẽn, đúng theo nghi lễ bắt buộc, không hơn. Trong hai thứ tiếng động do nhà thờ tạo nên, tiếng đại phong cầm ở trong, tiếng chuông ở ngoài, chỉ còn lại tiếng phong cầm. Tuy rằng Quasimodo vẫn ở đó, chuyện gì đã xảy ra trong con người nó? Phải chăng thâm tâm nó vẫn còn hổ thẹn và thất vọng về vụ cực hình? Ngọn roi của đau phủ không ngớt vang vọng trong tâm hồn nó. Nỗi buồn bị ngược đãi dập tắt hết mọi thứ ở nó, kể cả niềm yêu mê vàng chuông. Hoặc Marie đã có tình địch trong trái tim gã két chuông nhà thờ Đức Bà, cho nên quả chuông lớn và 14 cô em bị bỏ rơi, nhường chỗ cho cái gì đó còn duyên dáng và xinh đẹp hơn chăng? Vào năm Ân Phước 1482 đó, lễ ngự cáo lại đúng vào hôm thứ ba 25 tháng 3. Hôm đó trời trong và nhẹ đến nỗi Quasimodo cũng thấy thương nhớ vàng chuông. Nó liền leo lên tháp chuông phía bắc, trong khi bên dưới gã trợ thủ mở rộng các cửa nhà thờ. Hồi đó là các phiến gỗ rắn đanh to lớn bọc da, chung quanh đóng đinh sắt mạ vàng và có chạm trổ hết sức khéo léo công phu. Lên tới gác chuông, Quasimodo lắc đầu buồn bã ngắm nghía hồi lâu sáu lầu chuông, tựa hồ đau khổ vì một cái gì xa lạ đã len vào trái tim, ngăn cách nó với vàng chuông. Nhưng khi nó đã rung chuông, cảm thấy chùm chuông chuyển động dưới tay, khi nó, vì nó đâu còn nghe được, những âm chai run rẩy dâng lên hạ xuống trên nấc thang thanh âm như con chim truyền cành, khi con quỷ âm nhạc, tên yêu ma này đang rung một chùm chói lọi đủ loại tiết điệu, đã nhập vào thằng điếc tội nghiệp. Nó bỗng trở lại sung sướng, nó quên hết và trái tim nở rộng làm khuôn mặt tươi tỉnh. Nó đi lại, vỗ tay, chạy quanh các dây thừng, nó hò hét, múa may để động viên sáu ca sĩ như... Chương 4. Ân A-G-H-K. Vào một sáng đẹp trời cũng hồi tháng 3 đó, có lẽ là thứ Bảy 29, ngày lễ thánh Eustache, anh bạn trẻ của chúng ta là cậu học trò Jean Frollo Costay đang mặc quần áo, chợt thấy túi quần đựng tiền không phát ra một tiếng sủng sẻng nào hết. Cậu rút túi tiền ra, nói: "Tội nghiệp túi tiền, sao chẳng còn một chinh?" Xúc sắc, bia vại và gái đẹp đã tàn nhẫn moi hết ruột mày, thế là mày đâm ra trống rỗng, nhăn nhúm và bèo nhèo, trông cứ như vú mụ điên. Xin hỏi quý ngài Cicero và Seneca, mà tôi thấy tác phẩm cong queo sơ xác dứt bừa bãi trên sàn, học hành thì làm được cái thá gì, dù tôi có giỏi hơn ông chánh kho bạc hoặc một lão Do Thái ngoài cầu hối đoái. Để được biết, một đồng equi vàng khắc hình dương miệng bằng băm nhăm ông danh trị giá mỗi đồng 25 xu 8 denier tiền Paris, và một đồng equi vàng khắc hình trăng lưỡi liềm bằng băm 6 ông danh trị giá mỗi đồng 36 xu 6 denier tiền tua. Nếu tôi không có lấy một đồng kẽm đang ngợm khốn kiếp để liều một ván domino. Ôi quan chấp chính Cicero, tai hại đó đâu có thể thoát bằng những cách nói ví von. Các Quema de Modum và các Verum enim vero. Chú thích: Quema de Modum cũng ví như Verum enim vera, nhưng thực ra là. Hết chú thích. Chàng buồn rầu mặc quần áo, một ý nghĩ vụt đến lúc buộc dây dài, nhưng chàng vội gạt đi ngay. Nhưng nó cứ trở lại khiến chàng mặc trái cả áo ri lê. Đó là dấu hiệu rõ ràng của mối xung đột nội tâm gay gắt.
Sau cùng, chàng dứt mạnh mũ xuống đất kêu lên, đếch cần, muốn ra sao thì ra, mình sẽ tới ông anh, sẽ bị nghe chửi đấy, nhưng còn kiếm được đồng EQ. Thế là chàng vội vã khoác áo choàng lót lông, nhặt mũ và thất thểu đi ra. Chàng xuôi dọc phố Hàng Đàn, đi về phía khu thành cũ. Lúc đi ngang qua phố La Huy Xét, mùi chả nướng thơm lừng trên những cái xiên không ngừng quay, kích thích cơ quan khứu giác. Chàng âu yếm nhìn tiệm thịt quay vĩ đại, một hôm đã khiến vị tu sĩ dòng thánh Catala Giron phải tha thiết thốt lên: Veramente, queste rotisserie sono cosa stupenda. Chú thích: quả thật, các hàng thịt quay đó là điều khủng khiếp. Hết chú thích. Nhưng Jean không có tiền ăn sáng và chàng thở dài thường thường, chui qua cổng tiểu Châtelet gồm những tháp lớn hình lá tam diệp kép rất to, trấn giữ lối vào khu thành cũ. Chàng cũng không còn bụng dạ nào, theo thói quen tiện tay ném hòn đá vào pho tượng khốn nạn của Perrine Leclerc. Đã dâng thành Paris thời Charles VI cho quân Anh. Tội ác khiến tượng hình của hắn bị đá ném sức sẹo và bùn vấy đầy mặt, đã chịu hình phạt suốt 3 thế kỷ ở góc phố Hàng Đàn và phố Buissy, như vĩnh viễn phơi mặt trên dàn bêu tù. Qua cầu nhỏ, vượt qua phố Saint-Genevieve mới, Jean de Molandino tới trước nhà thờ Đức Bà. Thế là chàng lưỡng lự, đi dạo một lát quanh pho tượng ông Le Gris, ngờ ngại nhủ thầm: sĩ vả thì cầm chắc, còn tiền nông vẫn đáng ngờ. Chàng hỏi một thầy trợ thủ từ tu viện đi ra: ngài phó chủ giáo Rosat đang ở đâu? Có lẽ ở trong phòng kính trên tháp, thầy trợ thủ đáp. Tôi khuyên cậu không nên tới đó quấy rầy ông ta, từ khi cậu được ai đó vào loại như giáo hoàng hoặc nhà vua phái đến. Jean vỗ tay: ma xui quỷ khiến, thật là dịp tốt để xem căn phòng ma thuật trứ danh. Kiên quyết làm theo ý định, chàng mạnh bạo bước vào cửa nhỏ tối om và leo lên thang cuốn Saint-Guilleur dẫn lên tầng trên tòa tháp. Phải xem nó thế nào mới được, chàng vừa đi vừa thầm nhủ: mẹ kiếp, căn phòng đó chắc kỳ lạ lắm, nên ông anh đáng kính của mình mới giấu khư khư như vậy. Nghe nói ông ấy nhóm bếp địa ngục ở đó để nổi to lửa nấu món điểm kim thạch. Ôi chao, mình có điểm kim thạch cũng chẳng hơn gì hòn sỏi. Giá mà tìm thấy trên bếp lò một đĩa trứng phục sinh trắng mỡ lợn còn thú vị hơn bất cứ hòn điểm kim thạch nào to nhất đời. Lên tới hành lang có dãy cột nhỏ, chàng đứng thở một lát, nguyền rủa cái cầu thang bất tận bằng không biết bao nhiêu lời tục tiểu, rồi lại tiếp tục leo lên qua cửa hẹp tòa tháp hướng bắc, hiện nay cấm dân chúng vào xem. Lát sau, khi đã đi qua gác chuông, chàng tới sàn cầu thang nhỏ ăn sâu vào hốc tường ngang. Dưới vòm có cửa thấp hình cung nhọn, mà một lỗ cho mai ở trước mặt được trổ thủng vào vách tường bao quanh cầu thang cuốn, khiến chàng có thể trông thấy ổ khóa to tướng và khung sắt vững chãi của cánh cửa. Hiện nay, khách tò mò đến thăm còn nhận ra chiếc cửa đó do hàng chữ trắng khắc trên tường đen: tôi yêu quý Coralie, 1829, ký tên Eugène. Đúng là có khắc cả chữ ký tên. Ồ, cậu học trò nói, chắc là ở đây. Chìa khóa tra trong ổ, cánh cửa ở ngay trước mặt, chàng khẽ đẩy, thò đầu qua khe cửa mở. Bạn đọc chắc hẳn đã dở xem qua tập tác phẩm kỳ diệu của Rembrandt, một thứ Shakespeare của hội họa. Trong số nhiều bức tranh khắc tuyệt đẹp, đặc biệt có một bức tranh chìm mà người ta dự đoán nó thể hiện bác sĩ Faust, khiến ta nhìn vào không thể không lóa mắt. Đó là một gian phòng tối, ở giữa kê chiếc bàn chất đầy đồ vật ghê rợn: sọ người, bình tròn, nồi cất, công pa, da dê ghi chữ tượng hình. Bác sĩ ngồi xuống trước bàn, mặc áo choàng rộng, đội mũ lót lông sụp xuống tận mắt, chỉ trông thấy nửa người ông ta. Ông ta hơi nhổm người trên ghế bành rộng, bàn tay nắm chặt chống lên mặt bàn, đang tò mò và sợ hãi nhìn một vòng tròn sáng lớn gồm những chữ ma quái chói lọi trên bức tường cuối phòng, như tia nắng chiếu vào hộp tối máy ảnh. Mặt trời huyền vi đó như rung rinh trước mắt và chiếu ánh sáng bí hiểm khắp gian phòng mờ tỏ, thật ghê rợn và cũng thật đẹp. Trước mắt Jean là những thứ tương tự gian phòng của Faust. Khi chàng thò đầu qua khe cửa hé mở, đây cũng là căn buồng tối, ánh sáng lờ mờ, cũng chiếc ghế bành to và chiếc bàn lớn, rồi công ba, nồi cất,
xương thú vật lủng lẳng trên trần, bình tròn lăn lóc dưới sàn, xương sọ ngựa lẫn lộn với những hũ bên trong rung rinh cắt lá bằng vàng, sọ người đặt trên trang giấy chi chít hình vẽ và chữ, từng tập sách viết tay dày cộp mở sẵn chồng chất lên nhau không chút thương hại, các góc da dễ gãy. Tóm lại, đủ mọi thứ rác rưởi của khoa học và khắp nơi trên mớ lộn xộn này, bụi bặm và mạng nhện bám đầy, nhưng chỉ không có vòng tròn bằng chữ chói sáng, không có bác sĩ mải mê ngắm huyễn tượng rực cháy như đại bàng ngắm mặt trời. Tuy nhiên, căn buồng không vắng người. Một ông ngồi trong ghế bành, đang cúi xuống bàn. Hắn quay lưng lại nên Ron chỉ nhìn thấy đôi vai và chõm đầu, nhưng chàng dễ dàng nhận ra ngay cái đầu hói mà thiên nhiên cạo trọc vĩnh viễn, như thể muốn đánh dấu thiên hướng giáo sĩ không cưỡng nổi của phó chủ giáo bằng biểu tượng ngoại hình. Ron nhận ra ông anh, nhưng cửa mở ra quá nhẹ làm đức cha Claude không hay biết gì đến việc chú em có mặt. Cậu học trò tò mò liền lợi dụng lúc đó để tha hồ ngắm nghía căn buồng hồi lâu. Một lò bếp rộng thoạt đầu chẳng chưa để ý tới, ở bên trái ghế bành, phía dưới cửa mái, tia nắng chiếu vào từ khung cửa đó xuyên qua một mạng nhện tròn in hình rất khéo cái hoa thị tinh tế vào vòm cửa sổ tò vò. Ở giữa là con côn trùng kiến trúc sư đang đứng im như trục bánh xe bằng ren. Trên lò bếp chất bừa bãi đủ thứ chai lọ, hũ sành, nồi nấu bằng thủy tinh, bình dài cổ bằng than đá. Ron thở dài thấy chẳng có chiếc chảo con nào, thầm nghĩ lô lê nấu bếp xem ra còn mới quá. Hơn nữa, lò không nhóm lửa mà hình như từ lâu cũng chẳng có lửa khói gì hết. Một mặt nạ thủy tinh Ron thấy ở giữa đống dụng cụ luyện đan, chắc hẳn để phó chủ giáo đeo che mặt khi pha chế những chất ghê gớm, dứt một xó, bụi bám đầy như bị bỏ quên. Ngay cạnh, lăn lóc cái thổi lửa cũng bám đầy bụi, mặt trên gắn câu chú giải khảm chữ bằng đồng: Spira, Spera. Chú thích: thổi đi, hy vọng. Hết chú thích. Theo lệ thói của các nhà điểm kim, trên tường còn ghi rất nhiều chú từ khác, câu viết bằng mực, câu khắc bằng mũi nhọn kim khí, thôi thì lộn xộn đủ thứ chữ Gô Tích, Cho Thái, Hy Lạp, La Mã. Hàng chữ nọ ngẫu nhiên chen lấn hoặc đè lên hàng chữ kia, câu mới xóa câu cũ, tất cả quấn vào nhau rối mù như cành cây trong bụi rậm, như mũi giáo trong trận sáp lá cà. Quả thực đó là sự pha trộn lung tung đủ loại triết học, đủ trò mơ mộng, đủ thứ khôn ngoan nhân loại. Thỉnh thoảng đây đó một câu chói lọi hơn như lá cờ giữa đám giáo mát, còn phần lớn là một câu châm ngôn ngắn Latin hoặc Hy Lạp được thời Trung Cổ diễn đạt rất hay. Inde, inde, homo homini monstrum, astra, castra, nomen, numen, mega, bipilon, mega, cacong, sapere, ande, la ubi vun, vân vân. Chú thích: inde, inde, từ đâu, từ đó, homo homini monstrum, người là quái vật với người, astra, castra, nome, numen, tinh tú, doanh trại, tên tuổi, thần thánh, mega biblion, mega ca công, cuốn sách lớn, tội lỗi lớn. Nhà in không có loại chữ Hy Lạp này nên dịch giả tạm ghi lại đại khái ở đây. Spera ende, dám hiểu biết. Flat ubi vun, linh hồn thổi tùy nơi nó muốn. Hết chú thích. Hoặc một từ bề ngoài có vẻ vô nghĩa: Anagophagia. Chú thích: chế độ kiêng khem như chế độ của các lực sĩ. Hết chú thích. Nhưng có lẽ ẩn giấu ý ám chỉ chua cay về chế độ tu viện. Đôi khi chỉ là câu cách ngôn bình thường về kỷ luật đạo giáo diễn tả bằng câu thơ tám chân đúng niêm luật. Coelestnem dominum tirestrem dicite donum. Chú thích: chúa trời gọi là dominum, chúa đất gọi là donum. Hết chú thích. Đây đó cũng còn những chữ Do Thái nguệch ngoạc mà Ron vốn đã dốc tiếng Hy Lạp lại càng không hiểu gì hết, và tất cả chỗ nào cũng chằng chịt những ngôi sao hình người hoặc hình thú và hình tam giác cài nhau,
Chúng góp thêm phần cho bức tường bôi bẩn của căn buồng càng giống tờ giấy bị con khỉ cầm ngòi bút đẫm mực vẽ nhăn nhít. Tóm lại, toàn bộ căn phòng có vẻ hoang tàn và đổ nát. Còn tình trạng tồi tàn của dụng cụ làm ta phỏng đoán từ khá lâu chủ nhân đã sao nhãng công việc nghiên cứu vì bận chăm lo chuyện khác. Lúc này, chủ nhân đang cúi xuống cuốn sách chép tay to rộng, trang trí các bức họa kỳ quái như đang dằn vặt vì một ý nghĩ luôn xen vào dòng suy tưởng. Ít nhất, đó cũng là điều Răng nhận xét khi nghe ông ta thốt lên với khoảnh khắc trầm ngâm của một giấc mơ trống rỗng đang nói to thành lời. Phải, Manu đã nói thế. Còn Durostrat cũng dạy như vậy. Chú thích: Manu có nghĩa là nhà tư tưởng, người điển hình, tức Savayambhuna, người được coi là tác giả cuốn Kinh Đạo Lý Manu của Ấn Độ, trình bày các nguyên lý đạo giáo Bà La Môn và có nhiều chỉ dẫn quý giá về nền văn minh Aryat kể từ khi thành hình tại châu thổ sông Hồng. Doros hoặc Zarathustra khoảng 660-583, nhà cải cách đạo Ba Tư cổ đại. Hết chú thích. Mặt trời nảy sinh từ lửa, mặt trăng nảy sinh từ mặt trời. Lửa là linh hồn của cái đại toàn thể. Các nguyên tử sơ đẳng của nó lan tràn và tuôn chảy không ngừng thành những dòng bất tận trên thế giới. Tại giao điểm của các dòng đó trong không trung, nó phát sinh ánh sáng. Tại giao điểm của chúng dưới lòng đất, nó sản sinh ra vàng. Ánh sáng, vàng cũng là một thứ thôi, là lửa ở trạng thái cụ thể, là sự khác biệt từ cái trông thấy đến cái sợ thấy, từ thể lỏng sang thể đặc của cùng một thể chất. Từ hơi nước thành nước đá không gì khác hơn, hoàn toàn không phải chuyện mộng tưởng. Đó là quy luật tổng quát của thiên nhiên. Nhưng làm cách nào moi ra được bí mật của quy luật chung đó trong khoa học? Đúng thế, ánh sáng tràn ngập bàn tay ta, đó chính là vàng. Vẫn chỉ là những nguyên tử đó nở phình ra theo quy luật nào đó. Vấn đề chỉ là cô đặt nó theo quy luật nào đó. Làm cách nào đây? Có người đã nghĩ cách chôn một tia nắng. Averroë. Phải, chính là Averro Averroë. Đã chôn một tia nắng dưới chiếc cột đầu tiên bên trái trong hậu cung Cất Kinh Koran tại đại tu viện Hồi giáo ở Kokdu. Nhưng 8.000 năm sau mới có thể mở căn hầm đó để xem công cuộc thành công hay không. Chú thích: Averroë, thầy thuốc và triết gia Ả Rập nổi tiếng, 1126-1198, sinh tại Kokdu. Học thuyết của ông nghiêng về duy vật và phím thần luận nên ông bị lên án bởi khu đại học Paris và tòa thánh. Hết chú thích. Eo ôi, Răng nhủ thầm, chờ có được một đồng EQ như vậy thì lâu quá. Phó chủ giáo mơ mộng nói tiếp. Kẻ khác lại nghĩ tốt hơn nên thực hiện bằng một ánh sao Sirius, nhưng rất khó có nổi tia sáng thuần khiết đó vì sự hiện diện đồng thời của nhiều tinh tú khác đã trộn lẫn các ánh sáng. Flamen cho rằng giản dị hơn nên thực hiện bằng tia lửa mặt đất. Flamen đúng là cái tên tiền định. Flamma, phải, đúng là lửa. Có thế thôi, kim cương ở trong than đá, vàng ở trong lửa. Nhưng làm thế nào lấy ra được? Masistri khẳng định có một số tên của đàn bà mang vẻ đẹp hết sức huyền diệu và huyền bí, chỉ cần đọc lên trong khi thực hiện. Ta hãy đọc xem, Manu bảo sao? Nơi đâu đàn bà được tôn trọng, thần linh đều vui vẻ. Nơi đâu họ bị khinh rẻ, có cầu chúa cũng chẳng ích gì. Miệng đàn bà bao giờ cũng tinh khiết, đó là nước trôi, là tia nắng. Tên đàn bà phải êm ái, du dương, bay bổng, phải tận cùng bằng mẫu âm dài và giống như lời băng phước lành. Phải, nhà hiền triết nói có lý. Thật vậy, Maria này, Sophia này, Esmeralda, khốn khổ, sao mình cứ nghĩ mãi tới chuyện đó. Rồi ông đùng đùng gấp sách. Ông giơ tay bóp trán như muốn xua đuổi ý nghĩ đang ám ảnh. Rồi ông cầm lấy ở trên bàn chiếc đinh và cái búa nhỏ cán có sơn các bùa chú kỳ lạ. Ông mỉm cười chua chát nói: ít lâu nay ta thất bại trong mọi cuộc thí nghiệm. Một định kiến ám ảnh ta và dày vò đầu óc như chiếc dòng lửa. Ta chỉ mới khám phá được bí mật của Cassiodor.
Chú thích: Cassiodo, văn sĩ Latin, chính trị gia dưới thời Theodoric, vua dân Goth, 468 sau 552. Hết chú thích. Với chiếc đèn thấp không cần bất và dầu, nhưng đó chỉ là chuyện tầm thường. Chết tiệt, Rần lẩm bẩm nói. Cho nên chỉ cần một tư tưởng khốn kiếp, Linh Mục nói tiếp, cũng đủ làm con người ta trở nên hèn yếu điên rồ. Ôi, cứ để mặc Claude Fernand cười ta, bà đã không sao khiến nổi ông chồng Nicolas Flamel rời bỏ một phút việc theo đuổi sự nghiệp lớn. Lạ thay, ta đang cầm trong tay chiếc búa thần thông của Zechiele. Cứ mỗi lần vị pháp sư Do Thái ghê gớm đó ngồi trong phòng riêng nện búa xuống chiếc đinh này, kẻ thù mà ông kết tội dù cách xa 2000 dặm vẫn thụt sâu dưới đất một sải và bị đất nuốt chửng. Ngay cả vua nước Pháp một tối chỉ vì khinh suất đụng phải cửa căn nhà vị thần thông cũng đã bị thụt xuống lòng đường Paris sâu tới gối. Việc này xảy ra chưa qua 3 thế kỷ, thế mà ta hiện có chiếc búa, cái đinh, nhưng trong tay ta nó chẳng phải là dụng cụ gì ghê gớm hơn cái vồ trong tay người thợ dao kéo. Cho nên ta chỉ cần tìm câu thần chú mà Zechiele đã đọc rồi đóng cái đinh này. Láo toét, Rần thầm nghĩ. Nào, hãy thử xem sao. Phó chủ giáo hăng hái nói tiếp, nếu thành công ta sẽ thấy đầu đinh tóe lửa xanh. Amen hay tăng, amen hay tăng. Không phải rồi, Sijani, Sijani. Chú thích: Amen hay tăng, đó và kia, Sijani, tên một vị thần. Chiếc đinh này hãy đào huyệt chôn cái kẻ tên là Phoebus. Khốn nạn, sao cứ quanh quẩn mãi một ý nghĩ dài dẳng đó. Rồi ông giận dữ vứt búa đi và ông ngồi sụp xuống ghế, gục lên bàn, quất sau chiếc ghế bành lớn, khiến Rần không trông thấy ông nữa. Trong vài phút, chàng chỉ thấy bàn tay ông ta co quắp, nắm chặt đặt trên cuốn sách. Đột nhiên, đức cha Claude đứng dậy, cầm công pa, lặng lẽ khắc lên tường những chữ cái Hy Lạp sau. Mở ngoặc AN, đóng ngoặc AGKH. Ông anh mình điên rồi, Rần thầm nhủ. Cứ viết là Fatum có tiện hơn không? Có phải ai cũng bắt buộc phải biết tiếng Hy Lạp đâu. Chú thích: Fatum, định mệnh. Hết chú thích. Phó chủ giáo quay lại ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu như người ốm đang nhức và nóng đầu thường làm. Cậu học trò ngạc nhiên nhìn ông anh. Chàng đâu có biết, vì chàng vốn là kẻ ưa phơi trần trái tim ra ngoài, vốn chỉ tuân theo một định luật trên đời, là định luật tốt đẹp của tự nhiên. Cứ để mặc ham mê tuôn chảy theo sở thích, là kẻ mà mặt hồ cắt xúc cảm lớn bao giờ cũng khô cạn. Cái mặt hồ cứ sáng sáng lại được khơi rộng thêm mương máng mới. Chàng đâu có biết biển cả ham mê của con người sẽ nung nấu và sôi sục cuồng điên đến độ nào khi ta cự tuyệt nó mọi lối thoát. Biển cả đó tích tụ dâng lên tràn bờ, đào xới tâm can, bật thành đức nở bên trong và quằn quại âm thầm tới khi biển phá vỡ đê chảy lạc dòng. Vỏ ngoài khắc khổ và giá băng của Claude Frollo, bề mặt đạo đức lạnh lùng, treo leo và hiểm hóc đó vẫn đánh lừa Rần. Cậu học trò vui nhộn không hề nghĩ vẫn có thứ nham thạch sôi sục hung hãn và sâu lắng bên dưới vầng trán phủ tuyết của núi lửa Etna. Không hiểu Rần có chợt nhận thấy các ý tưởng đó không, nhưng mặc dù là người vô tâm, chàng cũng hiểu mình đã trông thấy những gì không nên thấy. Mình vừa bắt gặp tâm hồn ông anh trong một trạng thái riêng tư nhất và không nên để Claude biết. Thấy phó chủ giáo trở lại im lìm như cũ, chàng khẽ rụt cổ và nện gót sau cửa. Như người vừa mới tới và báo hiệu mình tới. Vào đi, phó chủ giáo cất tiếng từ trong phòng. Tôi chờ từ nãy, khóa vẫn để nguyên ở cửa đó. Hay rắc, cứ vào. Cậu học trò mạnh dạn bước vào. Phó chủ giáo ngồi yên trên ghế giật mình. Cuộc viếng thăm này thật bất tiện ở nơi đây. Ô hay, chú Rần đấy ư? Vẫn một cái tên bắt đầu bằng chữ si, cậu học trò đáp, mặt đỏ bừng trân tráo và vui nhộn. Nét mặt Claude trở lại nghiêm nghị. Chú đến đây có việc gì? Thưa anh, cậu học trò đáp, cố tạo vẻ mặt đứng đắn.
đáng thương và nhũng nhặn, tay mân mê mũ ra bộ ngây thơ. Em đến để xin anh. Xin gì? Bảo ban cho ít điều em đang rất cần. Giang không dám nói thêm. Và một ít tiền em còn cần hơn nữa. Đoạn cuối của câu nói còn được giữ lại nguyên. Thưa ông, phó chủ giáo lạnh lùng nói, tôi rất không bằng lòng về ông. Chao ôi, cậu học trò thở dài. Đức cha Claude xoay ghế một góc vuông đăm đăm nhìn Giang. Rất may được gặp ông. Đó là câu mào đầu ghê gớm. Giang sẵn sàng chờ vụ va chạm mạnh. Giang, ngày nào người ta cũng tới đây than phiền về chú. Tại sao có cuộc ẩu đả mà chú vác gậy đánh vị tử tước nhỏ tuổi Albert de Ramonsan? Ồ, có gì đâu, Giang đáp. Tại các thằng thị đồng tai ác chơi nghịch, nó phi ngựa làm bắn hết cả bùn lên bọn học trò chúng em. Thế còn vụ Mayet Phát Ren bị chú xé rách áo dài? Tunicam de Siva Veren. Chú thích, áo dài bị xé rách, hết chú thích. Họ nói rõ như vậy. Ôi dào, nó thừa biết đó chỉ là cái áo khoác tồi tàn Montague. Đơn thừa nói là Tunicam chứ không phải Capetam. Chú có hiểu tiếng Latin không? Chú thích, Capetam, áo khoác, hết chú thích. Giang không đáp. Linh Mục lắc đầu nói tiếp. Phải, bây giờ học hành chữ nghĩa như thế đấy. Tiếng Latin biết lẩm bẩm, tiếng cổ Syri dốt đặc, tiếng Hy Lạp bị ghét thậm tệ chứ không phải vì dốt, mà các nhà thông thái nhất phải bỏ qua một từ Hy Lạp không đọc tới. Thế rồi lại nói Graecum est non legitur, chú thích. Đó là tiếng Hy Lạp người ta không đọc nữa, hết chú thích. Cậu học trò ngang nhiên ngước nhìn. Thưa anh, anh có muốn em giảng nghĩa từ Hy Lạp viết trên tường kia sang đúng tiếng Pháp không? Từ nào? A-N-A-G-K-H. Gò má vàng sạm của phó chủ giáo hơi đỏ ửng, như luồng khói báo hiệu bên ngoài các chấn động bí mật của núi lửa. Cậu học trò hầu như không nhận thấy điều đó. Ông anh gắng gượng lắp bắp hỏi, này John, thế từ đó nghĩa là gì? Định mệnh. Đức cha Claude lại tái mặt. Còn cậu học trò thản nhiên nói tiếp, còn từ ở dưới cũng do bàn tay đó khắc. Anna này e, nghĩa là ô trọc. Anh thấy là em cũng biết tiếng Hy Lạp đấy chứ. Phó chủ giáo nín lặng. Bài học tiếng Hy Lạp đó khiến ông trở nên mơ mộng. Cậu nhỏ rằng có đủ mọi tinh khôn của đứa trẻ được nuông chiều, thấy đây là lúc thuận lợi để thử hỏi xin. Chàng liền dùng giọng hết sức dịu ngọt nói, anh hiền từ của em, chả lẽ anh thù ghét đến mức làm mặt giận với em chỉ vì cái tát và dăm quả đấm độc địa được phân phát đích đáng cho tụi ranh con nào đó ư? Cui bus dam mamosetis, chú thích, dăm đứa ranh con, hết chú thích. Anh thấy không, anh Claude hiền từ, em cũng thạo tiếng Latin đấy chứ. Nhưng mọi trò âu yếm vờ vĩnh không còn gây được hiệu quả quen thuộc đối với ông anh nghiêm khắc. Con chó ba đầu gác cửa âm ti không thèm ngoạm chiếc bánh mật ong. Dần trán phó chủ giáo không hề rãng một nếp nhăn. Chú muốn gì nào? Ông hỏi giọng gay gắt. Nếu vậy, xin đi ngay vào việc. John ngang nhiên đáp lại, em đang cần tiền. Nghe câu tuyên bố trắng trợn đó, nét mặt phó chủ giáo lập tức ra vẻ phụ huynh dạy dỗ. Thưa chú, chú cũng biết lãnh địa của ta ở Tiarsap, nếu tính chung cả tiền thuế đất lẫn tiền cho thuê 21 căn nhà, chỉ đem lại lợi tức là 39 ly 1 xu 6 đê nhê tiền Paris, thế mà gấp rưỡi so với thời kỳ anh em Paclet, nhưng cũng không phải nhiều nhặn gì. Em đang cần tiền, Giang vẫn thẳng nhiên nhắc lại. Chú cũng biết giáo hội pháp quan đã quyết định 21 căn nhà của chúng ta thuộc khu vực tòa giám mục. Ta chỉ có thể chuộc lại quyền khỏi bị phụ thuộc bằng cách trả lại cho đức ông giám mục 2 đồng mark tiền bạc mạ vàng trị giá 6 đồng ly tiền Paris. Thế mà 2 đồng mark đó tôi vẫn chưa thu nhặt được. Điều đó chú thừa biết. Em chỉ biết em đang cần tiền, Giang nhắc lại lần thứ 3. Thế cần tiền để làm gì? Câu hỏi là mắt Giang tóe lên hy vọng. Chàng lại ra vẻ hiền ngoan như con mèo. Anh Claude thân mến à, em không xin tiền để tiêu pha bậy bạ. Em đâu có dùng tiền của anh để ăn chơi nơi quán rượu, rồi đi dạo phố Paris với quần áo bằng gấm kim tuyến, có kẻ hầu theo sau. Anh ơi, không phải thế đâu. Tiền để dùng vào việc thiện. Việc thiện nào? Lốt hỏi hơi ngạc nhiên. Có
có hai người bạn em đang định mua quần áo trẻ sơ sinh để cho đứa con một bà góa nghèo thuộc dòng tu hiếu khách. Đó là công việc từ thiện, phải tốn mất 3 đồng florin, mà em cũng muốn được góp phần vào đó. Hai người bạn của chú tên là gì? Pierre Lassomer và Baptiste Croix-Azon. Ghê thật, phó chủ giáo nói. Hai cái tên đó đi đôi với công cuộc từ thiện như cổ súng phóng tạc đạn đặt trên bàn thờ chính diện. Rõ ràng Jean đã chọn rất tồi tên hai người bạn, nhưng biết thì đã muộn rồi. Giả lại Claude vốn tinh khôn, nói tiếp: quần áo trẻ sơ sinh gì mà tốn tới 3 đồng florin, mà lại cho đứa con của một bà tu dòng hiếu khách. Các bà góa dòng tu hiếu khách có con mới đẻ từ bao giờ vậy? Một lần nữa Jean lại nói toạc ra: thú thật em cần tiền để tối nay đến chơi con Isabeau Lathierry ở Van Damour. Đồ ô uế khốn nạn, linh mục thốt lên. Anna Gnea, Jean đáp. Lời trích dẫn cậu học sinh có lẽ đã tinh quái mượn ở trên tường gian phòng đã tác động kỳ lạ tới linh mục. Ông cắn môi, đỏ mặt hết cả giận, bảo rằng: thôi chú về đi, tôi sắp có khách. Cậu học sinh cố nài lần nữa: anh Claude ơi, ít nhất cũng cho em ít tiền ăn sáng. Về môn giáo lệnh của Gratian, chú học đến đâu rồi? Đức cha Claude hỏi. Em đánh mất dở học rồi. Thế còn môn cổ đại học Latin? Cuốn Horace của em bị mất khắp rồi. Vậy Aristotle đến đâu rồi? Thật tình anh à, không biết đức cha nào trong giáo hội từng nói các sai lầm của bọn tài giáo ở thời nào cũng đều trốn nấp trong bụi rậm của siêu hình học Aristotle. Chẳng chết cái lão Aristotle. Em không muốn phá tan tín ngưỡng của mình lúc đụng vào cái trò siêu hình của lão ta. Anh bạn trẻ này, phó chủ giáo nói, trong lần vừa rồi, nhà vua ngự giá vào thành Paris, có một vị quý tộc tên là Philippe de Comines đã thêu trên tấm chăn phủ ngựa một câu châm ngôn mà tôi khuyên chú nên nghiền ngẫm. Qui non laborat non manducet. Chú thích: ai không làm không ăn. Hết chú thích. Cậu học trò đứng lặng một lát, ngón tay bịt lỗ tai, mắt nhìn xuống đất, nét mặt giận dỗi. Đột nhiên chàng quay lại phía Claude nhanh nhẹn như con chim chìa vôi. Anh ơi, thế anh từ chối không cho em ít tiền để mua mẫu bánh ở quán ăn thực ư? Qui non laborat non manducet. Nghe phó chủ giáo cương quyết trả lời, Jean đưa hai bàn tay ôm đầu như cô gái bưng mặt khóc, rồi tuyệt vọng thét lên: ôi tôi! Claude thấy thế liền hỏi: này ông thét lên cái quái gì thế? Còn cái gì nữa? Cậu học trò ngước mắt trân trân nhìn Claude bằng cặp mắt cậu đã dùng nắm tay dụi đỏ ngầu như đang khóc. Đó là tiếng Hy Lạp, một câu thơ của Aeschine diễn tả đầy đủ nỗi đau khổ. Nói rồi cậu phá lên cười rang rất khôi hài, làm phó chủ giáo cũng phải mỉm cười. Chẳng qua cũng tại lỗi Claude thôi, sao ông ta lại quá nuông chiều thằng bé như vậy. Ôi anh Claude hiền từ của em, Jean được nụ cười khuyến khích nài thêm. Hãy nhìn đôi giày rách của em đây này, còn thứ giày dép nào ở đời lại bi thảm hơn là giày há mõm. Phó chủ giáo lập tức nghiêm mặt lại như cũ. Tôi sẽ gửi giày mới đến cho chú, nhưng tiền thì không. Anh ơi, chỉ xin anh ít tiền cơm thôi, Jean tiếp tục gian nài. Em sẽ học thuộc lòng Gratian, em sẽ hết sức tin vào Chúa, em sẽ làm một Pythagore chính cống về kiến thức và đạo đức, nhưng chỉ xin anh làm ơn cho em ít tiền cơm. Chẳng lẽ anh để mặc cơn đói ngoạm em bằng cái mõm đây kia? Nó đang há hốc trước mặt em, đang ngòm, thối tha, sâu hút hơn cả mồm gã thác đác hoặc lỗ mũi lão tu sĩ. Đức cha Claude lắc cái đầu nhăn nheo. Qui non laborat, rằng đã không để ông nói hết câu kêu lên. Đã thế đếch cần, cứ chơi cho sướng đời, tôi sẽ la cà quán rượu, sẽ đánh nhau, sẽ đập phá và sẽ đi chơi gái. Nói rồi chàng ném mũ vào tường và búng ngón tay kêu tanh tách. Phó chủ giáo cao mặt nhìn chàng. Rằng, em mất hết linh hồn rồi. Nếu vậy, theo lời Epicure, em chỉ thiếu một cái gì đó làm bằng thứ gì đó không tên. Rằng, chú phải nghiêm chỉnh nghĩ đến chuyện sửa mình. À này, cậu học trò thốt lên, hết nhìn ông anh lại nhìn cái nồi cất trên lò. Ở đây cái gì cũng cong queo, cả tư tưởng lẫn chai lọ. Rằng, chú đang trôi tuột xuống dốc đấy. Chú có biết chú đang đi tới đâu không? Tới quán rượu, Rằng nói.
quán rượu dẫn tới dàn bêu tù. Cũng chỉ là chiếc cột đèn như mọi cột đèn, mà có lẽ với cột đèn đó Diogen đã tìm thấy con người mong ước. Dàn bêu tù dẫn tới giá treo cổ. Giá treo cổ là cái cân, một bên có người, bên kia là cả trái đất. Làm người đó kể cũng đẹp lắm chứ. Giá treo cổ dẫn xuống hỏa ngục, cũng chỉ là đám lửa lớn. Răng răng, sự kết thúc sẽ tai hại. Nhưng lúc khởi đầu đã tốt lành. Lúc đó có tiếng chân người bước ngoài cầu thang. Phó chủ giáo đặt ngón tay lên môi, nói: "Im." "Đây là thầy Sắc." "Này Răng." Ông khẽ bảo thêm: "Đừng bao giờ nói với ai về những gì đã trông thấy và nghe thấy ở đây nhé. Hãy nấp nhanh vào sau cái lò kia và đừng có lên tiếng." Cậu học trò liền nấp vào sau lò. Ở đó chàng bỗng nảy ra một ý kiến phong phú. "À, anh Claude này, cho một đồng florin thì tôi không lên tiếng đâu." "Im đi, anh hứa sẽ cho." "Thì cứ đưa ngay đây." "Này, đây." Phó chủ giáo nói, giận dữ dứt cho chàng túi tiền. Răng chui vào sau lò và cánh cửa mở ra. Chương 5: Hai kẻ mặc áo thâm. Người vừa bước vào mặc áo dài thâm, mặt mũi u ám, điều làm anh bạn Răng của chúng ta mới thoạt nhìn đã phải ngạc nhiên. Ta thừa biết, tuy ngồi trong xó, chàng vẫn tùy thích tìm cách để nhìn và nghe hết mọi chuyện. Đó là vẻ buồn rầu ủ rũ cả về quần áo lẫn nét mặt của kẻ mới tới. Tuy nhiên, nét mặt cũng phảng phất đôi chút hiền diệu, nhưng là vẻ hiền diệu của con mèo hoặc vị thẩm phán, một vẻ hiền diệu vờ vĩnh. Ông ta tóc gần bạc hết, da nhăn nheo, tuổi xấp xỉ 60, mắt hấp hái, lông mày trắng, môi trễ xuống, bàn tay to. Khi Jean thấy chỉ có vậy, nghĩa là một y sĩ hoặc thẩm phán gì đó. Và y lại có cái mũi cách rất xa mồm, dấu hiệu của sự ngu ngốc. Chàng liền thu mình trong xó, buồn phiền vì sẽ phải trải qua một thời gian vô tận trong tư thế khó chịu và bên cạnh lũ người đáng ghét. Lúc này, phó chủ giáo cũng chẳng thèm đứng dậy đón khách. Ông ra hiệu cho khách ngồi xuống ghế đẩu kê cạnh cửa, rồi sau một lát im lặng như nối tiếp những suy nghĩ từ trước, ông nói giọng kẻ cả: "Chào thầy Rắc." "Chào thầy ạ." Người mặc đồ thâm đáp. Trong hai cách chào, một bên là thầy Rắc, bên kia là thầy ạ, thật cung kính. Có sự khác biệt như giữa ngài và ông, giữa Domine và Domne. Rõ ràng đây là cuộc tiếp xúc giữa nhà bác học và gã đồ đệ. Sau một hồi im lặng nữa, thầy Rắc vẫn không dám lên tiếng. Phó chủ giáo hỏi: "Thế nào, ông có thành công không?" "Bẩm thầy," người kia cười buồn đáp, "đáng tiếc là tôi vẫn luyện. Tro than thì bao nhiêu cũng có, nhưng chẳng thấy mãi may vàng." Đức cha Claude lộ vẻ sốt ruột. "Thầy Rắc Sắc Mô Luy, tôi không nói chuyện đó, mà là vụ án xử tên phù thủy kia. Có đúng thầy bảo hắn tên là Max Tenen không? Gã thủ kho ở thẩm kế viện ấy. Hắn có thú nhận là biết ma thuật phải không? Việc tra hỏi đạt kết quả gì chưa?" "Đáng tiếc là chưa," thầy Rắc đáp, vẫn với nụ cười buồn bã. "Chúng tôi chưa có được niềm an ủi đó. Hắn ta là hòn sỏi, có đem luộc hắn ngoài chợ heo cũng chưa chắc hắn chịu nói. Tuy nhiên chúng tôi đang làm đủ mọi cách để đạt tới chân lý. Người hắn cũng tả tơi rồi. Chúng tôi đã thi hành tất cả các biện pháp cần thiết, như nhà hoạt kê cổ Plotus từng nói: Ad vosum stimulos laminas crucesque campedesque nervus catenas carrasquet numelas pedicas poias." Chú thích: "Xiên nhọn, sắc nung, thập tự, còng kép, dây trói, xích chằng, nhà tù, tiền, gông, cùng, kẹp." Hết chú thích. "Nhưng vô hiệu, hắn ghê gớm thật, thật là công toi." "Thế ông không tìm thấy điều gì mới trong nhà hắn ư?" "Có chứ, mảnh giấy da này," thầy Rắc nói lục hầu bao. "Mảnh giấy ghi những chữ chúng tôi không hiểu. Mặc dù luật sư hình sự Philip Lelier cũng có biết ít chữ Do Thái, ông ta học được trong vụ Do Thái ở phố Contestan tại Bruxelles." Vừa nói thầy Rắc vừa mở tờ giấy ra. Phó chủ giáo bảo: "Đưa đây." Rồi liếc nhìn tờ giấy, ông kêu lên: "Toàn trò ma thuật thầy Rắc ạ." "Amen hay tăng, đó là tiếng hú của ma cà rồng đi dự dạ hội phù thủy."
per ipsum et cum ipso et in ipso. Chú thích: cho đó và cùng nó và ở nó. Câu này cùng với các câu Amen hay Tân đều là các câu thần chú dùng để đi dự gia hội phù thủy. Cùng quỷ sứ, chống vết thương, chó dại, đuổi rận. Hết chú thích. Đó là hiệu lệnh cùng quỷ sứ dưới âm ti. As, pas, mas. Đây là y khoa, một công thức chống vết cắn của chó dại. Thầy Sát, ông là biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện, tờ giấy này kinh tởm quá. Chúng tôi sẽ thẩm vấn lại người đó. Còn cái này nữa, thầy Sát nói, lại lục túi sách. Đây là vật tìm thấy ở nhà Marxenen. Đó là chiếc hũ cũng giống loại hũ xếp đầy mặt lò bếp của Đức Cha Claude, phó chủ giáo nói. À, đây là bình nấu luyện đan. Xin thú thực, thầy Sắc nói mỉm cười rụt rè, ngượng nghịu. Tôi đã nấu thử trên lò, nhưng cũng chẳng hơn gì cái bình nấu của tôi. Phó chủ giáo ngắm nghía chiếc bình. Hắn khắc gì trên bình thế này? Ôch, ôch, câu thần chú đuổi rận. Tên Martinet này thật ngu dốt. Đúng là không thể chế ra vàng bằng chiếc bình này, chỉ đáng đặt nó trong buồng ngủ vào mùa hè thế thôi. Vì ta đang bàn tới những sai lầm, viên biện lý nói, xin thưa, tôi vừa mới xem xét chiếc cổng dưới kia trước khi lên đây. Liệu đức cha có tin chắc phần khai từ của cuốn sách vật lý được biểu hiện trên đó về phía nhà thương? Còn trong bảy hình khỏa thân dưới chân đức bà, hình tượng có cánh ở gót chân là Medquia không? Chắc chứ, linh mục đáp. Chính Augustin Nifo viết phần khai từ. Ông bác sĩ người Ý đó có con quỷ rậm râu, nó dạy ông ta đủ điều. Ôi, ta cứ xuống dưới đó, tôi sẽ cắt nghĩa cho thầy nghe ngay trên văn bản. Xin đa tạ thầy, Jacques Mouly nói, cúi rạp người xuống tận đất. À quên, bao giờ ngài cần cho bắt con bé phù thủy? Con bé phù thủy nào? Con Bohemian, ngài biết rồi đấy. Ngày nào nó cũng tới nhảy múa trước sân nhà thờ, bất chấp cả lệnh cấm của giáo hội pháp quan. Nó có con dê ma ám mang cặp sừng quỷ dữ, con dê biết đọc, biết viết, biết toán học như Picatrix. Riêng tội đó cũng đủ treo cổ cả cái xứ Bohem rồi. Vụ án đã sẵn sàng. Đúng thế, chẳng bao lâu nó sẽ được thi hành. Thực tình, cô gái múa rồng đó quả xinh đẹp, cặp mắt huyền đẹp tuyệt, như đôi hồng ngọc Ai Cập. Bao giờ ta bắt đầu? Phó chủ giáo mặt tái nhợt, ấp úng nói thều thào. Tôi sẽ nói cho thầy biết sao. Rồi gắng gượng nói tiếp, thầy cứ lo vụ Marxenen đi đã. Xin ngài cứ yên tâm, Jacques Mouly mỉm cười nói. Lúc trở về, tôi sẽ lại sai trói nó trên giường da. Nhưng hắn ghê gớm lắm. Bàn tay Piera Tortori to hơn cả người tôi. Thế mà hắn cũng làm anh ta mệt nhoài, như lời Plotus tốt bụng nói. Nudus vincutus centum bondo est quenando pendes per pedes. Chú thích: trần truồng bị trói chặt, trăm đồng tiền phạt treo lộn đầu. Hết chú thích. Tra hỏi bằng trục tời, đó là cách tốt nhất của chúng tôi, hắn sẽ được nếm mùi. Đức cha Claude đang trầm tư lơ đãng, ông quay lại bảo Jacques Mouly: thầy Piera, à quên, thầy Jacques này, thầy hãy lo vụ Marxenen đi đã. Dần dần thưa đức cha Claude, tội nghiệp hắn ta, hắn sẽ đau đớn như mon mom. Ai lại đi dự dạ hội phù thủy như thế bao giờ? Một gã thủ kho ở thẩm kế viện lại đòi biết rõ bài văn của Sharkman Riga Ven Maska. Chú thích: ma cà rồng hoặc mặt nạ. Hết chú thích. Còn con bé, họ gọi nó là Smelada. Tôi xin chờ lệnh ngày sau. À, lúc đi qua cửa lớn, xin ngài cũng giảng giải cho tôi hiểu ý nghĩa của bức tranh sơn vẽ người làm giường ta thấy khi bước vào nhà thờ. Phải chăng người gieo mạ? Kìa thầy, thầy mãi nghĩ gì vậy? Đức cha Claude lòng dạ ngổn ngang, không nghe ông ta nói nữa. Jacques Mouly dõi theo hướng nhìn, thấy cha đang thẫn thờ ngắm tấm mạng nhện lớn che cửa mái. Lúc đó, một con ruồi dại dột đang tìm ánh nắng tháng 3 lao qua mạng lưới, bị dính luôn vào. Thấy tấm mạng rung động, con nhện lớn giục từ ổ giữa xông ra, chồm tới vồ con ruồi, dùng hai chân trước bẻ nó làm đôi, trong khi chiếc giòi gốm ghiếc sục tìm đầu ruồi. Tội nghiệp con ruồi, viên biện lý hoàng gia tại pháp viện giáo hội nói, giơ tay định cứu nó. Như sực tỉnh, phó chủ giáo run cầm cập,
giữ dịch cánh tay ông ta, quát lên: "Hey Jack, cứ để mặc định mệnh." Viên biện lý hốt hoảng quay lại, tưởng như có chiếc kìm sắt kẹp chặt cánh tay mình. Mắt linh mục vẫn nhìn đăm đăm ngơ ngác, rực lửa và dán chặt vào nhóm bé nhỏ ghê tởm cả ruồi lẫn nhện. Bằng một giọng như thốt ra từ đáy lòng, linh mục nói tiếp: "Thằng ôi, đúng thế, đây là biểu tượng của mọi sự. Con ruồi đang bay, nó vui sướng, nó vừa mới sinh ra, nó tìm mùa xuân khoảng rộng tự do. Ôi đúng thế, nhưng nó vấp phải hình hoa thị phủ phàng, thế là con nhện xông ra, con nhện gớm ghiếc. Tội nghiệp cô gái múa rong, tội nghiệp con ruồi tiền định. Thầy Rắc, cứ để mặc nó, chẳng qua cũng là định mệnh. Chào ơi, Claude, mi là con nhện. Claude, mi cũng là con ruồi. Mi bay tới khoa học, tới ánh sáng, tới mặt trời. Mi chỉ lo sao tới được khoảng rộng, tới ánh sáng rực rỡ của sự thật muôn đời. Nhưng trong khi lao vào khung cửa sổ chói lọi mở sang thế giới bên kia, thế giới của ánh sáng, trí tuệ và khoa học, hỡi con ruồi mù quáng, nhà bác học điên rồ, mi đã không trông thấy cái mạng nhện tinh vi do số mệnh giăng ra giữa mi và ánh sáng." Mi liều lĩnh đâm đầu vào, hỡi gã điên khốn khổ, và bây giờ mi giãy giụa, giở đầu xẻ cánh giữa những dòi sắt của định mệnh. "Thầy Rắc, thầy cứ để mặc con nhện." "Xin cam đoan với ngài tôi sẽ không đụng đến nó." Jack Mully nói, ngơ ngác nhìn ông ta. "Nhưng xin ngài làm phúc buông cánh tay tôi ra, tay ngài như gọng kìm." Phó chủ giáo không nghe thấy gì, ông vẫn nhìn cửa sổ nói tiếp: "Ôi điên rồ. Rồi khi rứt đứt được cái mạng nhện ghê gớm đó bằng đôi cánh ruồi mũi, mi tưởng đã vươn tới ánh sáng. Chào ôi, còn tấm kính ở xa kia, vật chướng ngại trong suốt, bức tường thành pha lê cứng hơn đồng thau, ngăn cách mọi triết lý với chân lý, mi làm cách nào vượt qua nổi? Ôi, khoa học chỉ là trò hư ảo, biết bao hiền giả từ nơi xa thẳm đang bay tới đập đầu vào nó, biết bao hệ tư tưởng hỗn độn đang vo ve hút vào tấm kính vĩnh cửu đó." Ông nín lặng, những ý nghĩ sau cùng bất giác đưa ông từ bản thân trở về khoa học, làm ông như bình tĩnh lại. George Sackmully lôi ông trở về hẳn cõi thực tại bằng câu hỏi: "Thưa thầy, thế bao giờ thầy mới giúp tôi chế ra vàng? Mãi tôi chưa thành công." Phó chủ giáo mỉm cười chua chát lắc đầu: "Thầy Jack, thầy hãy đọc Michel Saint-Louis cuốn Dialogus de Energia e Operatione de Monum, chú thích đối thoại về năng lượng và hoạt động của quỷ sứ. Michel Saint-Louis 1018-1078, chính khách và nhà văn xứ Byzance, được coi là đại bác học đương thời. Hết chú thích. Việc ta đang làm không phải hoàn toàn vô tội." "Xin thầy nói khẽ chứ, tôi chưa tin điều đó." Jack Mully nói: "Khi chỉ là biện lý hoàng gia tại giáo hội pháp viện, lương mỗi năm 30 đồng EQ tiền tour, cũng cần làm chút thuật điểm kim. Nhưng ta nói khẽ chứ." Ngay lúc đó, tiếng hàm răng nhai từ sau lò bếp vẳng tới đôi tay lo ngại của Jack Mully. Ông ta hỏi: "Cái gì thế?" "Đó là cậu học trò quá vướng víu và buồn chán trong chỗ nắp, đã vớ được mẫu bánh cũ và khúc format móc, liền ăn ngấu nghiến thay cho bữa sáng và để tự an ủi. Vì háo đói, chàng ngoạm từng miếng lớn nhai rao ráo, làm viên biện lý hoảng hốt ngờ vực. Con mèo của tôi đấy mà." Phó chủ giáo vội nói: "Chắc nó đang ăn chuột trong xó." Câu giải thích làm cho Jack Mully yên tâm. Ông mỉm cười kính cẩn nói: "Thưa thầy, quả thực mọi triết gia lớn đều nuôi súc vật trong nhà. Chắc ngài cũng biết lời Servius nói: Nullus enim locus sine regio est. Chú thích: vì chẳng có nơi nào mà lại không có thiên tài." Servius Moderatus là nhà ngữ pháp học và bình chú cổ văn Hy Lạp vào thế kỷ 4. Hết chú thích. Còn đức cha Claude lúc đó sợ rằng lại dở trò khác, bèn nhắc vị đồ đệ xứng đáng là còn có những hình chạm trên chiếc cổng cần nghiên cứu chúng. Rồi cả hai ra khỏi buồng, làm cậu học trò thở phào vì đang thực sự lo sợ cho đầu gối sắp in dấu cầm của mình. Chương 6: Hiệu quả có thể gây ra bởi bảy con chữ động giữa trời. Te Deum Laudamus. Chú răng chui ra khỏi xó bếp reo lên: "Thế là hai con cú vọ đi rồi."
Ouch, ouch, has passed mass, đồ cháy rợn, đồ chó dại, đồ quỷ sứ. Chú thích: Te Deum Laudamus, lạy Chúa, xin khen ngợi người. Hết chú thích. Thật chán ngấy những chuyện họ nói với nhau, đầu ta ù lên như gác chuông, lại còn món format móc nữa mới khổ chứ. Nào ta xuống thôi, cứ cầm theo túi tiền của ông anh rồi đổi hết tiền ra rượu. Chàng âu yếm và ngưỡng mộ liếc nhìn vào trong cái túi quý báu. Sửa lại quần áo, đánh bóng giày, phủi sạch tro bám đầy hai tay áo lót lông tồi tàn, huýt sáo, quay một vòng quan sát xem có gì đáng lấy thêm trong văn phòng, nhặt dăm ba cái bùa bằng thủy tinh dứt trên lò bếp, rồi đẩy cửa mà ông anh một lần cuối còn khoan dung vẫn để ngỏ, và đến lượt son lại để ngỏ, cũng vì muốn trêu chọc thêm lần cuối, nhảy nhót như chim. Trong bóng tối cầu thang, chàng xô phải ai đó, hắn lào bầu nép sang bên, đoán là Quasimodo. Rằng thấy chuyện đó thật kỳ cục, cứ ôm bụng cười cho xuống tới chân cầu thang, ra đến quảng trường mà chàng vẫn còn cười. Khi xuống tới đất, chàng dậm chân nói: Ôi, vỉa hè Paris tốt lành và đáng kính, chiếc cầu thang chết tiệt làm các thiên thần leo thang của Jacob cũng phải thở dốc. Sao bỗng dưng mình lại đâm đầu chui vào mũi khoan bằng đá chọc thẳng trời đó, chỉ để ăn miếng format mọc râu và ngắm tháp chuông ở Paris qua cửa mái nhà. Chàng đi vài bước và thấy hai con cú vọ, tức là đức cha Claude và thầy Jacques Sarmolui, đang đứng ngắm một hình chạm trên cổng. Chàng rón rén lại gần và nghe phó chủ giáo khẽ bảo Sarmolui: Chính Guillaume de Paris đã cho chạm một thằng ngốc trên phiến đá màu ngọc bích viền vàng này. Trên phiến điểm kim thạch cũng có hình thằng ngốc. Loại đá đó cũng cần được thử thách và đầy đọa mới trở thành hoàn hảo. Như lời Raymond Lully nói: Sub conservatione formae specificae salva anima. Chú thích: Dưới sự bảo tồn của hình thức đặc biệt, linh hồn giữ được nguyên dạng. Raymond Lully, 1235-1315, tu sĩ Tây Ban Nha, nhà văn và nhà luyện đan, tác giả cuốn Akmanya, nghệ thuật lớn, trình bày phương pháp suy luận được xem là rất logic, hết sức xác đáng, một cuốn sách rất kỳ lạ về triết học kinh điển. Hết chú thích. Cần đết vì chuyện đó, khi ta đã nắm được túi tiền, răng thầm nhủ. Giờ lúc đó, chàng nghe sau lưng một giọng nói oang oang chửi đổng rầm rĩ: Máu chúa, bụng chúa, ác chúa, mình chúa, rốn ma vương, chết cha giáo hoàng, sừng đâm xét đánh. Ron reo lên: Đúng rồi, nhất định đây là ông bạn mình, đại úy Phoebus. Cái tên Phoebus dẫn đến tai phó chủ giáo đúng lúc ông đang cắt nghĩa cho viên biện lý hoàng gia về chuyện con rồng giấu đuôi vào chiếc bồn tắm đang bốc khói nghi ngút và ngoi lên cái đầu vua. Đức cha Claude giật mình ngừng bặt, làm Sarmolui hết sức ngơ ngác. Cha quay lại và thấy chú em Jean đang tới gặp một sĩ quan cao lớn ở trước cửa nhà thờ Gond de Laurier. Đúng là ngài đại úy Phoebus de Chateaupers. Chàng tựa lưng vào góc tường nhà vị hôn thê và chửi đổng như kẻ vô thần. Đại úy Phoebus, Jean cầm tay chàng nói, quả thực anh chửi đổng sao mà hăng hái tuyệt vời đến thế. Sừng đâm xét đánh anh, đại úy chửi. Sừng đâm xét đánh cả anh nữa, còn học trò chửi lại. Này ông đại úy đáng yêu ơi, vì đâu mà tung ra hàng tràng những lời đẹp đẽ đó. Xin lỗi anh bạn Jean quý hóa, Phoebus thốt lên, lắc mạnh bàn tay Jean. Ngựa đã phi dễ gì ghìm lại, thế mà tôi quen miệng văn tục kiểu phi nước đại. Tôi vừa ở nhà mấy mụ đạo mạo ra, và mỗi lần ra về ngược lại ứ đầy câu chửi, tôi phải khạc nó ra, không chết nghẹn mất mẹ kiếp. Anh có đi làm chén rượu không? Cậu học trò hỏi. Lời mời làm đại úy nguôi giận, rất sẵn sàng, nhưng tôi không có tiền. Tôi có đây. Ồ, đưa coi xem nào. Răng mở phanh túi tiền trước mắt đại úy, vừa oai vệ vừa giản dị. Lúc này phó chủ giáo bỏ mặc Sarmolui đứng sững sờ, tới gần hai người dừng lại cách vài bước theo dõi mà họ không hề hay biết vì đang mải mê ngắm nghía túi tiền. Phoebus reo lên: Răng này, tiền trong túi chẳng khác mặt trăng đáy nước, nhìn thấy mà không có ở đó, chỉ có cái bóng thôi. Lạy chúa, đánh cuộc với chú đây toàn đá sỏi. Răng lạnh lùng đáp: Đá sỏi cũng được, miễn là nặng túi. Rồi chẳng thèm thêm nửa lời, nó dốc túi tiền đổ lên cột mốc ven đường, vẻ như một người La Mã đang cứu nước.
Lạy Chúa. Phoebus lẩm bẩm, nay đồng lớn, đồng nhỏ, rồi hào, rồi xu, rồi chinh, toàn tiền thật, đến chói cả mắt. Răng vẫn giữ vẻ nghiêm trang bình thản, vài đồng kẽm lăn xuống bùn. Viên đại úy phấn chấn cúi xuống nhặt. Răng ngăn lại, xá gì? Đại úy Phoebus de Chateaubert. Phoebus đếm tiền rồi trịnh trọng quay lại bảo Răng, này Răng, cả thảy 23 xu tiền Paris. Đêm qua chú lột của ai trên phố xẻo mỏm thế? Răng hất cái đầu tóc hung và xoăn ra sau, liêm diêm mắt khinh bỉ nói, toàn ra tôi cũng có một ông anh đã phó chủ giáo lại còn ngu ngốc. Sừng Chúa, con người xứng đáng thay, Phoebus thốt lên. Ta uống đi thôi, Răng nói. Đi đâu bây giờ? Phoebus hỏi. Tới quán quả táo bà Eva chăng? Không đại úy, tới quán cổ học hơn. Một bà già cưa cái quai, một câu đố chữ, tôi thích nó hơn. Chú thích: một câu đố chữ. Quán cổ học, tiếng Pháp là La Vieille Science. Nếu đọc theo lối chiết tự sẽ thành câu đồng âm khác nghĩa là bà già, La Vieille, cưa, tia, cái quai, ons. Hết chú thích. Răng, câu đố thì làm cái đết gì? Rượu vang ở quán quả táo bà Eva ngon hơn, với lại cạnh cửa có vàng nho ngoài nắng, lúc ngồi uống trông khoái mắt lắm. Ừ, thì tới bà Eva cùng quả táo của bà ta vậy, cậu học trò nói, rồi nắm lấy cánh tay Phoebus. À này, đại úy thân mến, vừa rồi anh nói phố xẻo mỏm, nói sai bét. Bây giờ không ai cổ lỗ như vậy nữa, mà phải gọi là phố xẻo cổ. Hai người bạn tới quán quả táo bà Eva, chẳng cần phải nói, trước hết họ nhặt đống tiền, còn phó chủ giáo đi sau. Phó chủ giáo đi theo, mặt mày ủ dột sững sờ. Phải chăng đó chính là Phoebus mà cái tên đáng nguyền rủa luôn xen vào tâm trí ông kể từ lần gặp Gringoire? Ông không biết chắc, nhưng dù sao đây cũng là một Phoebus, và cái tên ma quái này đủ khiến phó chủ giáo lén lút theo sau hai anh bạn vô tư, chăm chú lo ngại lắng nghe từng lời, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của họ. Giả lại, không dễ gì hơn lắng nghe mọi chuyện của họ, vì họ nói to bất chấp khách qua đường, cứ việc chia sẻ chuyện riêng của mình. Họ bàn chuyện đấu kiếm, trai gái, rượu chè và mọi chuyện điên rồ. Tới góc phố, từ ngã tư gần đó vẳng lại tiếng trống Basque. Đức cha Claude nghe thấy viên sĩ quan bảo cậu học trò, bỏ mẹ rồi, đi nhanh lên. Phoebus sao vậy? Tôi sợ con bé Bohemian nó trông thấy. Con Bohemian nào? Con bé có con dê ấy. Con Esmeralda ấy à? Phải Răng à? Tôi cứ quên bẵng cái tên quỷ quái của nó. Đi nhanh lên, không nó nhận ra mình. Tôi không muốn con bé gặp mình ngoài phố. Phoebus, thế anh quen nó à? Tới đây, phó chủ giáo thấy Phoebus cười nhạo, ghé tai Răng nói thầm vài câu. Rồi Phoebus phá lên cười và gật gù ra vẻ đắc thắng. Thật ư? Răng hỏi. Chứ sao? Phoebus đáp. Tối nay. Tối nay, anh có chắc nó đến không? Răng, anh điên rồi sao? Chuyện đó có gì mà phải nghi ngờ? Đại úy Phoebus, anh là một hiến binh sung sướng. Phó chủ giáo nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Răng ông đánh lập cập, cơn rét run hiện rõ trên mắt, chạy suốt thân thể. Ông dừng lại giây lát, tựa vào cột mốc bên đường như kẻ say, rồi đi theo vết chân hai gã hề vui vẻ. Lúc ông đuổi kịp, họ đã nói chuyện khác. Ông nghe họ hát giang điệu ca xưa, trẻ con ở Paticaro để cho treo cổ tựa đàn bê. Chương 7: Quỷ đội lốt thầy tu. Quán rượu nổi tiếng quả táo bà Eva ở trong khu đại học, nơi góc phố Rondel và phố Patonia. Quán ở một phòng của tầng trệt, khá rộng và rất thấp, vòm trần rủ xuống ở giữa, chống trên chiếc cột gỗ lớn thép vàng. Bàn bày khắp nhà, cốc vại thiết bóng loáng treo trên tường, lúc nào cũng đông khách uống. Vô số gái điếm, cửa kính trông ra phố. Trước cửa có giàn nho và trên cửa là tấm bảng tôn sặc sỡ, vẽ hình quả táo cùng người đàn bà, hằn rỉ vì mưa nắng, lắc lư trước gió trên giống sắt. Loại chông chóng nhìn xuống đường, đó chính là biển hàng. Đêm xuống, ngã tư tối om, quán rượu sáng rực ánh đèn, trông xa như bể lò rèn trong đêm. Nghe tiếng chạm cốc, tiếng ăn uống, chửi rủa, cãi cọ lọt qua ô kính dở. Qua màn sương do khí nóng trong phòng tỏa lan trên mặt cửa hàng lắp kính, thấy lố nhố hàng trăm khuôn mặt mờ tỏ, rồi thỉnh thoảng bật lên tiếng cười vang. Khách
qua đường bận việc chẳng nhìn ngó tới khung kính ồn ào. Chỉ đôi lúc có đứa trẻ nhỏ rách lưới cố kiễng chân tới thành cửa rồi thét vọng vào trong quán, tiếng reo chế nhạo xưa nay vẫn đuổi theo người sai: "Kìa chất cay, hỡi thằng sai, sai." Trong khi đó, một người đàn ông thản nhiên đi bách bộ trước quán rượu ồn ào, luôn nhìn vào trong như người lính gác không chịu xa rời chòi canh nửa bước. Hắn mặc áo choàng kéo lên tận mũi, chiếc áo hắn vừa mua ở cửa hàng áo cũ gần quán quả táo bà Eva, chắc để chống cái rét đêm tháng 3, mà cũng có thể cốt che giấu bộ quần áo mặc trong. Thỉnh thoảng dừng lại trước cửa kính mờ che lưới chì, hắn nghe ngóng, nhìn ngó và dậm chân. Cuối cùng cửa quán mở ra, hình như hắn đang chờ việc này. Hai gã sai bước ra, tia sáng từ khung cửa hắt tới nhuộm đỏ chốc lát hai khuôn mặt tươi cười. Kẻ khoác áo choàng đến nấp dưới cổng căn nhà bên kia đường để quan sát. "Sừng đâm sét đánh," một gã sai nói, "sắp 7 giờ rồi, giờ hẹn của tôi đấy." "Tôi đã bảo anh," gã bạn hắn nói ríu cả lưỡi, "là tôi không ở phố xấu nói." "Indignus qui inter mala verba habitat." Chú thích: các câu tiếng Latin này đã được tác giả dịch bằng các câu viết kể trên. Hết chú thích. "Tôi ở phố răng bánh mì mềm, in vico Johannis pe modlet." Nếu anh nói ngược lại, anh còn nhiều sừng hơn cả con độc sừng. Ai cũng biết đã một lần cưỡi gấu thì không bao giờ biết sợ, nhưng anh chỉ được cái thích chè chén như Saint-Jacques de l'Hôpital. "Anh bạn răng ơi, anh say rồi," người kia nói. Gã này bước loạn choạng lại bảo: "Phê biết, anh chỉ nói cho sướng miệng, nhưng chứng cớ rõ ràng là mặt Platon trong nghiêng giống hệt chó săn." Chắc bạn đọc đã nhận rõ hai người bạn đáng quý của chúng ta, viên đại úy và cậu học trò. Người nắp rình trong bóng tối hình như cũng nhận ra họ, vì hắn thông thả bước theo chặng đường ngoắt ngoéo do cậu học trò lôi viên đại úy đi theo. Ông này uống rượu tài hơn nên vẫn tỉnh táo như thường. Người khoác áo choàng thâm chăm chú lắng nghe họ và đã nắm được toàn bộ câu chuyện thú vị như sau: "Mẹ kiếp, này ông Tú ơi, cố mà đi cho ngay ngắn, tôi sắp phải chia tay với anh thôi. Đã 7 giờ rồi, tôi có hẹn với một cô." "Thì cứ mặc tôi, anh bạn ơi, tôi thấy toàn là tinh tú lẫn tia lửa, anh giống tòa lâu đài Dom Martin đang tức cười đến dở bụng." "Mã mẹ nó chứ, này Răng, anh điên rồ quá lắm rồi đó." "À này, Răng, còn tiền không?" "Thưa ông hiệu trưởng, chẳng hề gì, hàng thịt bò nhỏ, Bacva Busseria." "Răng, này anh bạn Răng, anh cũng biết tôi có hẹn gặp con bé ở đầu cầu Saint Michel. Tôi chỉ có thể dẫn nó đến nhà mụ Pha Luden, một mụ nhà chứa ở trên cầu và phải trả tiền phòng. Con mẹ điếm già mọc ri bạc đó không cho tôi chịu. Răng, hãy giúp mình, ta đã uống sạch túi tiền của cha xứ chưa? Anh còn sót đồng nào không?" Biết mình đã tận dụng mọi thời giờ còn lại là một món gia vị đúng và ngon ở bàn ăn, tiền sư khỉ thôi đừng le nhe nữa. "Này Răng quỷ sứ, anh còn tí tiền nào không?" "Đéo mẹ, đưa đây, nếu không tôi lục túi cho mà xem, dù nó có hủi như rốp và ghẻ như Caesar." "Thưa ông, phố Gallia là dãy phố một đầu nối với phố hàng thủy tinh, còn đầu kia là phố hàng dệt." "Thì xin dân, anh bạn Răng đáng quý, anh bạn tội nghiệp của tôi, phố Gallia đúng thế đúng lắm, nhưng trời ơi anh hãy tỉnh lại đi, tôi chỉ cần một xu tiền Paris thôi để tiêu lúc 7 giờ." Chung quanh hãy im lặng mà lắng nghe điệp khúc: khi nào chuột ăn thịt mèo, vua sẽ thành lãnh chúa ở Arras, khi nào biển to rộng, đóng băng vào ngày lễ Saint-Jean, ta sẽ thấy trên lớp băng dân Arras ra khỏi nhà. "Này, thằng học trò trường phản chúa, lấy ruột mẹ mày mà thắt cổ chết đi." Phoebus chửi, xô mạnh gã học trò say ngã lộn nhào vào tường, nằm lăn trên mặt đường Philip August. Vì còn sót lại chút đồng bệnh tương liên không bao giờ hết hẳn trong lòng người say, Phoebus lấy chân đạp cho Răng, lăn tới chiếc gối của kẻ nghèo mà tạo hóa vẫn dành sẵn ở cạnh mỗi cột mốc về đường Paris, mà kẻ giàu khinh bỉ gọi là đống rác. Viên đại úy gối đầu Răng lên đống cuốn cải bắp thoai thoải. Cậu học trò lập tức ngáy o o nghe thật du dương, nhưng đại úy vẫn chưa nguôi giận trong lòng. "Cậy xác mày,
mặc cho cái xe bò quái quỷ nào đi qua hót luôn mày đi. Chặn rủa gã giáo sinh tội nghiệp đang nằm đó ngủ rồi đi thẳng. Kẻ khoác áo choàng từ nãy vẫn theo sau, dừng lại giây lát trước gã học trò nằm lăn dưới đất có vẻ băn khoăn bứt rứt, rồi hắn thở dài thường thượt và cũng bỏ đi đuổi theo đại úy. Nếu bạn đọc vui lòng, ta cùng đành như họ, để mặt răng nằm ngủ dưới con mắt thương yêu của bầu trời sao và cùng đi theo họ. Lúc rẽ vào phố Saint-André-des-A, đại úy Phoebus thấy có người đi theo. Tình cờ quay lại nhìn, chàng thấy một bóng đen men dọc dãy tường len lén bám sau. Chàng dừng, nó cũng dừng. Chàng đi, bóng đen cũng đi. Điều đó chẳng đáng lo ngại. Ủa chào, chàng thầm nhủ, mình không có lấy một xu. Tới trước cửa trường trung học Âu Tông, chàng dừng lại. Chính trường này tạm gọi là nơi chàng đã tập tành theo học, và theo một thói quen học sinh nghịch ngợm còn lại, chàng không bao giờ đi ngang qua cửa trường mà lại không xúc phạm pho tượng Hồng Y giáo chủ Pierre Petron đặt ở bên phải cổng, như Priap từng bị nhục mạ như vậy, đã than vãn chua chát trong bài thơ phúng thích của Horace. Olim truncus eram ficunus, chú thích: từ kia tôi là thân cây vả, hết chú thích. Chàng từng xúc phạm hăng hái đến mức dòng chữ Eduansis Epicobus gần như bị xóa bỏ. Chú thích: Eduansis Epicobus, giám mục Âu Tông, hết chú thích. Chàng bèn dừng lại trước pho tượng như thường lệ, phố xá vắng tanh. Lúc chàng hững hờ buộc lại các tua mũi hết lên trời, thì thấy bóng đen thong thả bước lại, bước chậm đến mức chàng đủ thời giờ nhận thấy hắn khoác áo choàng, đội mũ. Tới gần chàng, hắn dừng lại, nhưng hắn đăm đăm nhìn Phoebus bằng cặp mắt đầy thứ ánh sáng mơ hồ phát ra từ mắt mèo ban đêm. Đại úy vốn gan dạ và sẽ chẳng thèm bận tâm đến một thằng ăn cắp thủ sẵn dao, nhưng pho tượng biết đi, con người hóa đá đó làm chàng lạnh toát. Hồi đó thiên hạ đang đồn không thiếu gì chuyện về con ma đội lốt thầy tu đêm đêm vẫn lảng vảng trên đường phố Paris, làm chàng chợt mơ hồ nhớ tới nó. Chàng sững sờ mấy phút rồi gượng cười phá tan bầu im lặng. Này ông, nếu ông là kẻ cắp, chắc tôi đoán đúng, trong ông giống hệt cái vẻ con cò mổ vỏ quả hạnh nhân. Tôi là con cái một gia đình bị sa sút, ông bạn à, mời ông đi kiếm ăn nơi khác. Trong nhà nguyện của trường trung học này có thứ gỗ của cái thánh giá chính thống đựng trong một thứ bằng bạc. Bàn tay bóng đen thò ra khỏi áo choàng và nắm lấy cánh tay Phoebus chặt như móng vuốt diều hâu, đồng thời hắn bảo: Đại úy Phoebus de Chateaupay. Ma quỷ, sao ông lại biết tên tôi? Phoebus hỏi. Tôi không phải chỉ biết tên ông mà thôi, kẻ khoác áo choàng nói, giọng như từ dưới mồ. Tối nay ông có một cuộc hò hẹn. Phải, Phoebus kinh ngạc đáp. Lúc 7 giờ. Khoảng 15 phút nữa, ở nhà mụ Faludel. Đúng thế, cái mụ nhà chứa ở trên cầu Saint-Michel. Saint-Michel thượng đẳng thiên sứ, như kinh chúa Nhật từng nói. Đồ vô đạo, bóng ma cào nhạo mắng. Hẹn với người đàn bà phải không? Công Fierteo. Chú thích: tôi xin thú tội, hết chú thích. Tên là Esmeralda, Phoebus vui vẻ nói. Chàng dần dần trở lại hết sức vô tâm. Nghe cái tên đó, móng vuốt bóng đen liền giận dữ lay mạnh cánh tay Phoebus. Đại úy Phoebus de Chateaupay, ngươi nói dối. Lúc đó nếu ai trông thấy khuôn mặt bừng bừng của đại úy, thấy chàng nhảy lùi phắt lại sau, thoát khỏi gọng kìm đang kẹp chặt cánh tay, thấy nét mặt hiên ngang khi chàng đặt tay lên chui gươm cùng vẻ im lìm buồn thảm của kẻ khoác áo choàng trước cơn thịnh nộ, có ai trông thấy cảnh tượng đó mới biết khiếp sợ. Tự hồ cuộc xung đột giữa Don Juan và pho tượng. Đồ ôn dịch, viên đại úy quát to. Đó là lời nói ít kẻ dám thốt vào tai một người dòng họ Chateaupay, mày thử nhắc lại xem. Mày nói dối, bóng đen lạnh lùng nhắc lại. Viên đại úy nghiến răng kèn kẹt. Dù là ma đội lốt thầy tu, quỷ dữ, dị đoan, lúc đó chàng đều quên hết, chỉ còn trông thấy một người, nghe thấy một lời nhục mạ. Chà, được rồi, mày biết tai tao, chàng nói lắp bắp, giọng uất nghẹn vì tức giận. Chàng rút gươm, nói líu cả lưỡi, vì tức giận cũng làm giọng rung lên như sợ hãi. Lại đây, lại ngay đây, nào, tuốt gươm ra, tuốt gươm đi, máu phải đổ trên lề đường này. Nhưng người kia không động đậy. Khi thấy địch thủ đã thủ thế và sẵn sàng chém xả, hắn mới nói, giọng vang lên chua chát: Đại úy Phoebus, ông quên mất cuộc hẹn hò rồi đấy.
Cơn giận của loại người như Phoebus giống hệt như cháo sữa, chỉ cần đổ nước lạnh vào là hết sôi ngay. Câu nói bình thường đó đủ khiến cây gươm sáng quắc trong tay đại úy hạ xuống. Người kia nói tiếp: "Đại úy, ngày mai, ngày kia, một tháng hoặc 10 năm sau, ông sẽ thấy tôi sẵn sàng tới cắt cổ ông. Nhưng bây giờ ông hãy đi tới chỗ hẹn đi." Quả thực Phoebus nói như muốn kiếm cớ đầu hàng với chính mình. Tới nơi hẹn để gặp một thanh gươm và một cô gái là hai điều thú vị, nhưng tôi không hiểu tại sao lại phải bỏ điều này để chọn điều kia, trong khi tôi có thể có cả hai. Chàng tra gươm vào vỏ, kẻ lạ mặt nói tiếp: "Hãy tới chỗ hẹn đi." "Thưa ông, xin rất cảm ơn về thái độ lịch sự của ông," Phoebus đáp hơi lúng túng. "Đúng là ngày mai ta vẫn còn đủ thời giờ để băm dằm mổ xẻ cái tấm thân của ông lão Adam. Xin đa tạ ông đã giúp tôi có được một chốc lát vui thú. Giờ rồi tôi rất có thể chém gục ông xuống rảnh mà vẫn đủ thời giờ tới gặp người đẹp. Nhất là cũng nên đàng hoàng để người đẹp chờ đợi một chút trong những trường hợp như thế này. Nhưng xem ra ông cũng là tay khá, cho nên tốt hơn hết ta nên để dành cuộc đọ sức tới ngày mai. Vậy tôi tới chỗ hẹn trước, vào hồi 7 giờ như ông biết đấy." Nói tới đây Phoebus gãi tai: "Ồ, bỏ mẹ rồi, quên mất, tôi chẳng còn xu nào trả tiền phòng mà mụ già lại đòi tiền trước, con mụ sợ tôi quỵt." "Tiền đây." Phoebus cảm thấy bàn tay lạnh toát của kẻ lạ mặt nhét vào tay mình một đồng tiền to. Chàng không thể không cầm lấy tiền và nắm chặt bàn tay đó rồi reo lên: "Lạy Chúa, ông thực là người tốt bụng." "Với một điều kiện," người kia nói, "hãy chứng minh tôi nhầm còn ông nói đúng. Ông hãy giấu tôi vào nơi nào đó để tôi có thể thấy đúng là người đàn bà ông nói tên." "Ồ, cái tên đó dễ lắm," Phoebus đáp. "Ta sẽ thuê căn phòng Saint Thomas, đứng ở chuồng chó ngay cạnh. Ông có thể tha hồ nhìn." "Vậy ta đi thôi," bóng đen nói. "Xin hầu ông," đại úy nói. "Không biết ông có phải quỷ sứ hiện thân hay không, nhưng tối nay ta cứ là bạn tốt với nhau đã. Ngày mai tôi sẽ trả sạch nợ cho ông, cả nợ tiền lẫn nợ gươm." Hai người rảo bước. Vài phút sau, tiếng nước róc rách báo cho họ biết đã tới cầu Saint Michel. Trên cầu san sát nhà cửa, Phoebus bảo người cùng đi. "Trước hết tôi đưa ông vào nhà, sau đó tôi đi đón người đẹp đang chờ ở gần cung tiểu Châtelet." Gã cùng đi không nói gì, hắn lặng thinh từ lúc hai người đi bên nhau. Phoebus dừng lại trước một khung cửa thấp gõ mạnh, ánh sáng lọt qua khe cửa. Một giọng phều phào hỏi: "Ai đó?" "Mình Chúa, đầu Chúa, bụng Chúa," viên đại úy chửi đổng. Cửa lập tức mở, họ trông thấy một mụ già và chiếc đèn cũ. Cả hai cùng run rẩy. Mụ già lưng còng, quần áo rách rưới, cái đầu lắc lư, cặp mắt tì hí, đầu quấn cái khăn tả, da mặt, da cổ, da tay nhăn nheo hết, đôi môi thụt vào trong lợi, quanh miệng mọc từng túm lông trắng trông như mõm mèo. Trong nhà cũng tồi tàn không kém gì bà lão. Tường bằng phấn vôi, xà kèo đen nhẽm trên trần, lò sưởi hỏng nát, mạng nhện văng khắp nơi giữa một dãy lủng lẳng những bàn cặp kiển, ghế gãy chân. Một đứa trẻ bẩn thỉu ngồi lê trên đống tro, trong cùng là cầu thang, hoặc đúng hơn chỉ là chiếc thang gỗ dẫn lên lỗ hổng trên trần. Vào tới cái hang này, kẻ đồng hành bí mật của Phoebus liền kéo cổ áo choàng lên tận mắt. Trong lúc đó, đại úy vẫn lèm bèm văn tục, vội làm mặt trời lóe sáng trong đồng écu, như Renier tuyệt diệu của chúng ta từng nói. Chàng bảo: "Căn phòng Saint Thomas." Mụ già gọi chàng là đức ông và cất tiền vào ngăn kéo. Đồng tiền là của người mặc áo choàng thâm đưa cho Phoebus. Mụ già vừa quay lưng đi, thằng bé tóc bù áo rách đang chơi trên đống tro đã khéo sáng lại gần ngăn kéo, cầm lấy đồng tiền rồi thay vào đó là chiếc lá khô nó vừa bứt trong bó củi. Mụ già ra hiệu cho hai vị quý tộc, mụ gọi họ như vậy, đi theo mình và leo lên chiếc thang trước mặt. Lên tới gác trên, mụ đặt đèn trên chiếc hòm, còn Phoebus vốn là khách quen liền mở chiếc cổng thông sang một buồng xếp tối om. Chàng bảo người cùng đi: "Mời bạn vào đây." Người mặc áo choàng làm theo, chẳng nói nửa lời, cánh cửa khép lại sau lưng. Hắn nghe thấy tiếng Phoebus cài then lại và lát sau cùng xuống thang với mụ già, ánh đèn mất hút. Chương 8: Lợi ích của dãy cửa sổ mở ra sông. Claude Frollo, chắc hẳn bạn đọc thông minh hơn Phoebus, đã thấy chẳng có con ma nào ngoài phó chủ giáo trong câu chuyện phiêu lưu vừa rồi. Claude Frollo mò mẫm một lát trong gian buồng tối om, bị đại úy khóa trái. Đó là góc nhà mà kiến trúc sư đôi khi chừa ra
ở chỗ tường liền mái. Nếu cắt dọc chuồng chó, như Phoebus gọi rất đúng, sẽ có một tam giác. Hơn nữa, nơi đó chẳng có cửa sổ lẫn mái, và chiếc mái dốc nghiêng không cho phép đứng thẳng người. Claude đành ngồi xổm trên lớp bụi rậm và vô giữa lạo xạo dưới chân. Đầu ông nóng rang, ông đưa tay quờ quạng xung quanh và vớ được mảnh kính vỡ dưới sàn, liền áp lên trán cho dịu mát đôi chút. Cái gì đang diễn ra trong tâm hồn tối tăm của phó chủ giáo lúc đó? Chỉ có ông ta và Chúa biết được thôi. Theo một thứ tự định mệnh nào mà ông ta sắp xếp trong đầu óc tất cả mọi hình ảnh, mọi chuyện phiêu lưu này, từ Esmeralda, Phoebus, Jacques Sacmoly, chú em yêu quý bị bỏ rơi trong đống bùn, đến chiếc áo trùng thâm phó chủ giáo, có thể cả danh dự nữa, để lê la tới nhà mụ Faluden. Tác giả không trả lời nổi, nhưng có điều chắc chắn, mọi ý tưởng đó hợp thành một khối kinh khủng trong đầu óc ông. Ông đã chờ 15 phút. Tưởng như mình già đi một thế kỷ. Đột nhiên, ông nghe thấy tiếng bậc thang gỗ kêu cót két, có người đang lên. Lỗ hổng mở ra, ánh sáng trở lại. Chiếc cửa mọt nơi ông nấp có khe hở khá rộng. Ông áp mặt vào đó, như vậy có thể trông thấy mọi việc xảy ra ở phòng bên. Mụ già mõm mèo bước ra đầu tiên khỏi lỗ hổng, tay cầm đèn, rồi Phoebus đang vuốt ria, sau cùng là người thứ ba, một khuôn mặt xinh đẹp và duyên dáng, cô Esmeralda. Linh mục thấy cô ta từ dưới đất hiện lên một hiển linh chói lọi. Claude rung lên, mắt mờ đi như có mây che, mạch máu đập thình thịch, khắp chung quanh đều náo động quay cuồng. Ông không nhìn thấy, không nghe thấy gì nữa. Lúc ông trấn tĩnh lại, chỉ còn hai người, Phoebus và Esmeralda, đang ngồi trên hòm gỗ cạnh ngọn đèn, càng làm nổi bật đôi khuôn mặt trẻ trước con mắt phó chủ giáo cùng chiếc giường tồi tàn ở cuối phòng. Cạnh giường là cửa sổ, khung kính rạng vỡ như tấm mạng nhện bị mưa rơi, để lộ qua mắt lưới đứt một góc trời và dần trăng xế xa xa trên chiếc đệm những cụm mây mềm nhũng. Cô gái mặt đỏ bừng, ngơ ngác hỗn hển, cặp mi dài khép xuống rủ bóng trên đôi má ửng hồng. Viên sĩ quan mà cô gái không dám ngước nhìn đang hớn hở, bằng cử chỉ vụng về và đáng yêu, cô bất giác lấy đầu ngón tay vẽ lên ghế những đường nét vẩn vơ và nhìn ngón tay mình. Không trông thấy chân cô vì con dê nhỏ đang ngồi lên trên. Đại úy ăn mặc rất đỏm dáng, cổ áo tay áo đều đeo tua kim tuyến, thời đó được coi là hết sức lịch sự. Máu sôi hai bên thái dương làm ù cả hai tay, khiến đức cha Claude phải gắng mới nghe được câu chuyện họ nói với nhau. Chuyện trò yêu đương vốn dĩ nhạt nhẽo, quanh đi quẩn lại chỉ đọc một câu anh yêu em yêu anh bất tận. Một nét nhạc hết sức trơ trẽn và vô cùng nhạt nhẽo, đối với kẻ ngoài cuộc đứng nghe, nếu nó không được tô điểm thêm đôi chút luyến lấy. Nhưng Claude không hề nghe với đôi tay dửng dưng. Ồ, cô gái nói vẫn nhìn xuống. Đức ông Phoebus, xin đừng khinh em biết mình làm như thế này là không phải. Khinh em ư, hả, của em xinh đẹp. Viên sĩ quan đáp, vẻ đằng điếm trịch thượng và kiểu cách. Tại sao lại khinh em chứ? Vì đã đi theo ông. Và chuyện đó cô em ơi, chúng ta chưa đồng ý với nhau đâu. Tôi không phải khinh em mà ghét em. Cô gái khiếp hãi nhìn chàng. Ghét em ư? Nào em có làm gì đâu. Vì em đã bắt tôi phải van xin em mãi. Chao ôi, cô nói, vì em đang làm trái một lời nguyền, em sẽ không tìm thấy bố mẹ, lá bùa sẽ mất linh thiêng. Nhưng cần gì, bây giờ em cần gì cả bố lẫn mẹ. Cô vừa nói vừa đăm đăm nhìn đại úy bằng cặp mắt to đen, long lanh vui sướng và thương yêu. Mà quỷ cũng chẳng hiểu nổi em muốn nói gì, người biết thốt lên. Esmeralda nín lặng giây lát, rồi ứa nước mắt thở dài và nói, ôi đức ông, em yêu đức ông. Toàn thân cô gái toát lên làn hương trinh bạch, vẻ đẹp đức hạnh khiến Phoebus cảm thấy không hoàn toàn thoải mái ở bên cô ta. Nhưng cô nói làm chàng thêm bạo dạn. Em yêu tôi à? Chàng sôi nổi nói, rồi quàng tay ôm ngang lưng cô gái Ai Cập. Chàng chỉ chờ cơ hội này. Linh mục nhìn thấy, liền gại đầu ngón tay thử mũi nhọn con dao găm vẫn giấu trong ngực. Phoebus, cô Bohemia nhẹ nhàng gỡ bàn tay viên đại úy đang ghì riết ngăn lưng mình. Ông tốt bụng, ông đẹp trai,
Ông đã cứu em dù em chỉ là con bé lạc loài nghèo khổ xứ Bohem. Từ lâu em vẫn mơ tưởng một sĩ quan sẽ cứu vớt đời mình. Về biết của em, chính ông là người em hằng mơ tưởng. Trước khi được biết ông, người trong mộng của em cũng mặc nhung y đẹp đẽ, có khuôn mặt tuấn tú và đeo gươm như ông. Tên ông là Phoebus, cái tên thật hay. Em yêu tên ông, em yêu thanh gươm của ông, Phoebus. Ông tuốt gươm cho em xem đi. Thật trẻ con, đại úy nói và mỉm cười rút gươm khỏi vỏ. Cô gái Ai Cập nhìn chui gươm, lưỡi gươm, tò mò thật đáng yêu để xem xét chữ số phiên hiệu của đội ngự lâm quân và hôn thanh gươm, nói: Mi là gươm của một dũng sĩ, ta yêu đại úy của ta. Phoebus bèn lợi dụng cơ hội để gắn lên cổ xinh đẹp đang cúi xuống chiếc hôn, khiến cô gái vội ngẩng lên, mặt đỏ bừng như trái anh đào. Linh Mục nghiến răng ken két trong bóng tối. Cô gái Ai Cập nói tiếp: Phoebus, hãy để em nói hết. Ông hãy đi thử vài bước, cho em được ngắm tầm dốc cao lớn và nghe tiếng đinh thúc ngựa nện vang. Ông thật vô cùng anh tuấn. Đại úy chiều lòng cô gái, đứng dậy mỉm cười khoái trá trách yêu: Em thật trẻ con. À này, cô em xinh đẹp, em đã thấy tôi mặc dung phục đại lễ lần nào chưa? Ồ chưa, cô gái đáp, mặc như thế mới thật đẹp. Phoebus tới ngồi xuống cạnh cô gái, kề gần hơn lần trước. Này em thân yêu. Cô gái Ai Cập đưa bàn tay xinh đẹp bịt miệng đại úy và nhí nhảnh thật cuồng nhiệt, duyên dáng, vui tươi. Không không, em không nghe anh nói đâu. Anh có yêu em không? Em không nghe anh nói đâu. Anh có yêu em không? Em muốn anh nói xem anh có yêu em không? Có chứ, anh yêu em, hỡi tiên nữ đời anh. Đại úy thốt lên quỳ một gối xuống. Thể xác anh, dòng máu anh, tâm hồn anh, tất cả cho em, tất cả vì em. Anh yêu em và xưa nay chỉ mới yêu có mình em. Nhưng đại úy đã bao lần nhắc đi nhắc lại câu đó trong bao trường hợp tương tự, nên chàng nói liền một mạch không hề vấp váp lỡ quên chút nào. Nghe lời tỏ tình si mê như vậy, cô gái Ai Cập ngước mắt nhìn lên trần nhà bẩn thỉu thay thế cho bầu trời. Khóe mắt tràn đầy hạnh phúc thần tiên. Cô thầm thì: Ôi, đây là lúc ta có thể chết được rồi. Còn Phoebus lại vớ luôn cơ hội thuận tiện để gỡ gạt thêm cái hôn nữa, làm phó chủ giáo tội nghiệp nấp trong xó tối càng đau khổ. Chết ư? Viên đại úy si tình thốt lên. Hỡi tiên nữ Diễm Kiều, em nói gì lạ vậy? Đây mới là lúc đáng sống. Nếu không, thần Jupiter cũng chỉ là thằng mất dạy. Chết vào lúc bắt đầu một câu chuyện thú vị thế này thì mẹ kiếp, quá là đùa dai. Không phải thế đâu. Hãy nghe anh, em Simila thân yêu. Esmeralda, xin lỗi em. Em có tên Hồi giáo kỳ quặc quá làm anh quên khuấy. Nó như bụi rậm chặn đứng anh lại. Lạy Chúa, cô gái tội nghiệp nói, em lại cứ tưởng cái tên đó đẹp chính vì nó kỳ lạ. Nhưng nếu không thích, anh cứ gọi em là Goton. Ồ, em yêu kiều của anh, ta không nên quá buồn phiền về chuyện giặt đó. Rồi anh cũng sẽ quen dần tên em. Có gì đâu, lúc anh thuộc lòng rồi, nó sẽ trở thành bình thường. Vậy hãy nghe anh, em Simila thân yêu. Em yêu anh đắm đuối. Anh yêu em thật lòng đến kỳ lạ. Anh biết có một cô gái sẽ tức điên lên mà chết. Cô Bohemian nổi ghen ngắt lời. Ai thế? Cần gì đếm xỉa đến chuyện đó. Phoebus nói, em có yêu anh không? Ôi, cô thốt lên. Như vậy là được rồi. Em sẽ thấy anh cũng hết sức yêu em. Anh thề là tên đại quỷ sứ Neptune cứ dùng đinh ba đâm chết nếu anh không làm em sung sướng nhất đời. Chúng ta sẽ có gian phòng nhỏ xinh đẹp ở nơi nào đó. Anh sẽ cho lính cung thủ diễu hành dưới cửa sổ buồn em. Cả bọn đều cưỡi ngựa và bất chấp tụi cung thủ của đại úy Mignon. Có đủ mặt lính đoản thương, lính pháo thủ, lính cung thủ. Anh sẽ dẫn em đi dự các cuộc điểm binh lớn của dân Paris ở nông trại Rilly. Thật hết sức huy hoàng. 80.000 dân binh, 30.000 yên cương trắng, đoản y hoặc giáp trụ, 67 lá cờ đua nheo của nghiệp đoàn, rồi cờ xí của tối cao pháp viện, thẩm kế viện, ngân khố của các tổng quản, các phụ tá sở đúc tiền. Tóm lại, cả một đoàn diễu hành kinh khủng. Anh sẽ dẫn em đi xem đàn sư tử trong hoàng cung, một loại thú dữ. Chắc bà các cô đều thích mọi trò đó. Từ nãy tới giờ, triền miên trong ý nghĩ tươi đẹp, cô gái chỉ đắm đuối lắng nghe giọng chàng mà không để tâm tới ý nghĩa lời nói. Ồ, em sẽ sống sung sướng. Viên đại úy nói tiếp, đồng thời nhẹ nhàng cởi thắt lưng cô gái. Ô hay, anh làm gì thế? Cô vội hỏi.
Vụ bạo động lôi cô ra khỏi giấc mơ. Không, có làm gì đâu, tôi biết đáp. Anh chỉ bảo cần bỏ hết các quần áo phóng đãng đầu đường xó chợ này. Khi nào em đã chung sống với anh? Đúng thế, Phoebus ạ. Thế khi nào em đã chung sống với anh? Cô gái âu yếm đáp. Cô trở lại tư lự và nín lặng. Viên đại úy thấy cô gái dịu dàng nên càng táo bạo hơn. Chàng ôm ngang lưng mà cô không chống cự, nên từ từ cởi áo cô bé đáng thương, phanh hết cả cổ áo, làm vị linh mục thở hổn hển. Thấy lớp vải the được lột ra để hở chiếc vai trần cô gái tròn và nâu như vầng trăng ló mọc sau màn sương mù chân trời. Cô gái để mặc Phoebus, cô như không để ý tới. Con mắt táo tợn của viên đại úy sáng long lanh. Đột nhiên cô quay lại bảo chàng vẻ vô cùng âu yếm. Phoebus, anh hãy chỉ bảo cho em theo tín ngưỡng của anh. Theo tín ngưỡng của anh à? Đại úy thốt lên bật cười. Anh mà đi chỉ bảo cho em theo tín ngưỡng của anh, sừng đâm sét đánh. Theo tín ngưỡng của anh để làm gì kia chứ? Để chúng ta cưới nhau, cô trả lời. Vẻ mặt đại úy vừa kinh ngạc vừa khinh khỉnh, thờ ơ và đam mê nhục dục. Ủi chào, chàng nói, lại cưới nhau nữa kìa. Cô Bohemian tái mặt và buồn rầu gục đầu xuống ngực. Em yêu xinh đẹp ơi, Phoebus âu yếm nói tiếp, ai lại điên rồ đi làm như vậy? Cưới xin làm cái quái gì? Chả nhẽ chúng ta kém yêu nhau hay sao mà cứ phải khạc nhổ tiếng Latin trong cửa hiệu linh mục. Vừa nói vậy, bằng giọng dịu dàng nhất, chàng vừa ngồi sát gần cô gái Ai Cập, bàn tay mơn trớn ôm ngang tấm thân rất thon thả và mềm mại. Con mắt càng sáng rực và tất cả báo hiệu ngài Phoebus rõ ràng đã tiến tới cái phút mà ngay cả Jupiter cũng làm chuyện bậy bạ, khiến nhà thơ Homer tốt bụng bắt buộc phải gọi một đám mây đến cứu. Lúc đó Đức Cha Claude nhìn thấy hết. Cánh cửa làm bằng mảnh ván thùng rượu mục nát, nên con mắt cứu vợ của cha cứ việc nhòm qua các khe hở toan hoác. Vị linh mục có nước da nâu và đôi vai rộng, bấy lâu phải sống khắc khổ thanh khiết nơi tu viện, nay run rẩy sôi sục trước cảnh ái ân đêm tối và khoái lạc. Cô gái trẻ đẹp quần áo hở hang trong tay chàng trai cuồng nhiệt, huyết quản ông như đang chảy chì sôi, trong con người ông đang nảy sinh các chuyển động kỳ lạ. Mắt ông hao háo nhìn vào những chỗ đã tháo kim băng với nỗi ghen tuông dâm dật. Khi ấy có ai nhìn thấy khuôn mặt kẻ khốn khổ áp vào thanh gỗ mọt ruỗng sẽ tưởng như trông thấy một con hổ nhốt trong chuồng đang ngó chó sói ăn thịt nai tơ. Cặp mắt ông bùng cháy như ngọn đèn qua khe cửa. Đột nhiên Phoebus nhanh nhẹn cởi tuột cổ áo cô gái Ai Cập. Cô bé tội nghiệp mặt vẫn tái xanh và mơ màng, giật mình sực tỉnh. Cô vội lách xa viên sĩ quan dạng gái và nhìn xuống bộ ngực cùng đôi vai trần, xấu hổ đến đỏ mặt, ngượng ngùng nín thích và khoanh đôi cánh tay đẹp che cặp vú. Nếu không có ngọn lửa nung đỏ đôi má, cứ nhìn cô im lặng và bất động như vậy, có thể nói đó là pho tượng tiết trinh. Đôi mắt cô nhìn xuống, nhưng cử chỉ của viên đại úy đã làm lộ túi bùa che nơi cổ. Cái này là cái gì? Chàng hỏi, tóm luôn cái cớ đó để sáng lại gần cô gái đẹp mình vừa làm cho khiếp sợ. Đừng sợ vào, cô vội đáp, thần hộ mệnh của em đó, nó sẽ giúp em gặp lại gia đình nếu em còn xứng đáng. Ôi, hãy buông em ra ông đại úy. Mẹ ơi, mẹ đáng thương của con. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Lại cứu con với. Ông Phoebus, buông tha em ra, trả em cái cổ áo đây. Phoebus lui lại và lạnh lùng nói, cô nương ơi, rõ ràng cô không yêu tôi. Em không yêu anh ư? Cô gái nghèo khổ tội nghiệp thốt lên, đồng thời níu lấy đại úy bắt ngồi xuống bên cạnh. Phoebus của em không yêu anh ư? Con người độc ác, sao anh lại nói vậy làm tan nát lòng em? Ôi mặc kệ, anh chiếm đoạt em đi, tha hồ yêu em đi, tụi anh muốn làm gì em cũng được. Em là của anh rồi, cần gì tới đạo bùa, cần gì tới mẹ. Chính anh là mẹ em, vì anh yêu em. Phoebus, Phoebus yêu quý của em, anh có nhìn thấy em không? Em đây mà, hãy nhìn em đi. Chính cô bé mà anh không nỡ hắt hủi đã tới đây. Nó tự nguyện tới tìm anh. Tâm hồn, cuộc sống, thân xác, con người em, mọi cái đều riêng của mình anh. Đại úy của em, mọi cái đều riêng của mình anh. Thôi, chúng ta chẳng cần làm lễ cưới, việc đó chỉ làm phiền anh. Giả lại, em là cái gì mới được chứ? Một con bé đầu đường xó chợ khốn khổ. Còn anh, Phoebus của em, anh là quý tộc, đẹp đẽ quá đi mất.
một vũ nữ lấy một sĩ quan. Em thật điên rồ. Không, Phoebus, không, em sẽ chỉ là tình nhân, món đồ chơi, trò tiêu khiển. Nếu khi nào anh muốn một con điếm của riêng anh, em sinh ra chỉ để làm việc đó, bị ô uế, rẻ rúng, bêu díu. Nhưng cần quái gì, miễn em được anh yêu, em sẽ là người đàn bà kiêu hãnh và sung sướng nhất đời. Rồi khi em già hoặc xấu đi, Phoebus, khi em không thể yêu anh được nữa, hỡi đức ông, hãy vui lòng cho em được hầu hạ mãi. Các cô gái khác sẽ thêu khăn quàng cho anh, còn em sẽ chỉ là con sen lo giữ sạch sẽ các tấm khăn đó. Hãy cho phép em được đánh bóng đinh thúc ngựa, chải sạch nhung y, lau chùi đôi ủng kỵ mã của anh. Phoebus của em, phải chăng anh sẽ rủ lòng thương em như vậy? Trong khi chờ đợi, hãy chiếm đoạt em đi. Này Phoebus, tất cả con người em là của anh, miễn anh yêu em. Bọn con gái Ai Cập chúng em chỉ cần có vậy, khí trời và tình yêu. Nói vậy rồi cô gái vòng tay ôm cổ viên sĩ quan, nhìn chàng từ đầu tới chân, vẻ gian nài, nụ cười duyên dáng đầy nước mắt, cọ cặp vú mới nhú vào tấm áo da và đường thêu xù xì. Tấm thân xinh đẹp gần như trần truồng quằn quại trên đùi chàng. Viên đại úy cuồng si gắn cặp môi nóng bỏng lên đôi vai đẹp kiểu châu Phi. Cô gái mắt đắm đuối nhìn lên trần nhà, ngửa người ra sau, rùng mình run rẩy dưới nụ hôn. Bỗng nhiên, phía trên đầu Phoebus, cô nhìn thấy một cái đầu khác, một khuôn mặt tái nhợt, xanh xám, nhăn nhó với cái nhìn quỷ dữ. Cạnh khuôn mặt là bàn tay cầm dao găm. Đó là khuôn mặt và bàn tay linh mục. Ông ta đã phá cửa rồi đứng đó. Phoebus không thể trông thấy ông ta. Cô gái đờ người, tê cứng, câm lặng trước sự xuất hiện khủng khiếp. Như con bồ câu ngẩng đầu lên đúng lúc con diều hâu tròn xoe mắt nhìn vào tổ nó. Cô gái không thể thét nổi một tiếng. Cô thấy lưỡi dao găm đâm phập xuống người Phoebus rồi rút lên bốc khói. Ôi trời ơi! Viên đại úy thét lên và ngã xuống. Cô gái ngất đi. Lúc nhắm mắt lại, bao tình cảm tiêu tan hết. Cô gái có cảm tưởng môi mình bị in hằn một da chạm bỏng lửa, một cái hôn còn thiêu đốt hơn sắc nung đỏ của đao phủ. Lúc tỉnh lại, cô thấy lính tuần cảnh đã vây quanh. Viên đại úy đẫm máu được khiêng đi, linh mục biến mất. Cửa sổ cuối phòng trông ra sông mở toang. Người ta nhặt được chiếc áo choàng, đồ chừng là của viên sĩ quan, và cô nghe mọi người xung quanh kháo nhau: con phù thủy đâm chết ông đại úy rồi.